Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 22. Trên lưng Tiểu Hôi, hai mắt Dương Diệp khép hờ, huyền khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, cứ như vậy ba canh giờ qua. Đột nhiên Dương Diệp mở hai mắt, khi hắn mở hai mắt ra, một viên cự thạch ở phía trước cách hắn mười mấy trượng nổ tung, đá vụn bay loạn. Trong đầu hồi tưởng lúc đá vụn kích xạ, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Cho tới nay, hắn tựa hồ quên mất lúc đầu Mạc lão nói, đó chính là ngự kiếm thuật chú ý ở một chữ tốc. Mà hắn, bất chỉ bất giác đuổi theo ngự kiếm thuật hoa lệ. Tỷ như ban đầu ở trên đài tỷ võ, hắn cùng với Nguyên Đồng tỷ thí, hắn hiệu lệnh vạn kiếm tuy cực kỳ hoa lệ, uy thế cực kỳ kinh khủng, thế nhưng lực sát thương rất nhỏ, nhưng lại rất tiêu hao huyền khí. Ngự kiếm thuật cộng thêm ấn kiếm, đây không phải kinh khủng bình thường, nếu như hắn thật có thể tu luyện ngự kiếm thuật tới Mạc lão yêu cầu, cũng chính là một hơi thở cự ly trăm trượng, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, miểu sát Nguyên Đồng là rất có khả năng. Ngoại trừ ngự kiếm thuật, từ trong tay Nguyên Tiêu lấy được huyền kỹ cùng Phả Long quyền hắn cũng đang khổ luyện, ấn phân thân cùng Phả Long quyền đối với hắn bây giờ là cực kỳ hữu dụng, đặc biệt là Phả Long quyền, uy lực rất mạnh, phải biết rằng, lúc đầu hắn chỉ lấy Phả Long quyền nhất trong liền phá vô cực kim mang của Lâm Tu Nhiên. Mà Phá Long quyền còn có tam trọng, nhị trọng, nguyên bản lấy thân thể của hắn là không thể tu luyện, hiện tại thân thể của hắn trải qua U Minh Quỷ Hỏa rèn luyện, đã có tư cách tu luyện Phả Long quyền đệ nhị trọng. Lúc này đi cổ chiến trường, Dương Diệp không dám có chút sơ suất, phải biết rằng chỗ đó là địa phương yêu nghiệt của cả huyền giả đại lục tụ tập, Dương Diệp cũng không thấy mình đã là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân của toàn bộ huyền giả đại lục. Có tự tin là tốt, thế nhưng nếu như tự đại, đó là tìm đường chết. Dương Diệp cũng không phải người tự đại. Đúng lúc này, như cảm nhận được cái gì, Dương Diệp ở trên lưng Tiểu Hội con người co rụt lại. Thời điểm hắn chuẩn bị có động tác, một thanh chủy thủ tóe ra hàn quang tạnh lẽo đã cắt tới cổ của hắn. Cùng lúc đó, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên lưng Tiểu Hôi, cũng chính là ở trước mặt Dương Diệp. Keng! Chủy thủ cắt lên cổ của Dương Diệp, đầu Dương Diệp không có bay ra ngoài, ngược lại chủy thủ kia còn hơi chấn động một chút, bóng đen kia sửng sốt, hiển nhiên bóng đen không nghĩ tới sẽ như vậy. Thời điểm bóng đen chuẩn bị ra tay lần nữa, Dương Diệp đã thẳng tắp đánh tới bóng đen kia một quyền. Bóng đen không dám đón đỡ một quyền này của Dương Diệp, chủy thủ trong tay cản qua quả đấm của Dương Diệp. Bành! Ở dưới lực lượng khổng lồ của Dương Diệp, bóng đen nhất thời té bay ra ngoài. Dương Diệp ngừng lại, nhìn bóng đen ở ngoài ba trượng, tới giờ hắn còn hơi sợ, thân pháp của đối phương quá mức kinh khủng, nếu như không phải thân thể của hắn đã được Mạc lão cường hóa, lúc trước một kích kia cũng đủ để cho đầu hắn dọn nhà. Không nghĩ tới thân thể người đã kinh khủng đến trình độ như vậy. Bóng đèn mở miệng, thanh âm chát chúa, là nữ nhân. Là ngươi. Nghe được bóng đèn nói chuyện, Dương Diệp trầm giọng nói. Bóng đèn trước mắt này không phải người khác, đúng là nữ sát thủ thần bí ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn đuổi giết hắn kia. Nữ sát thủ không có trả lời, trầm mặc một lát, nàng đột nhiên nói. Tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Dương Diệp ngẩn ra. Sau đó cau mày nói. Người có ý tứ gì? Đại Tần Đế Quốc, Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Quỷ Tông, còn có Kiếm Tông đều bí mật liên lạc tổ chức ngũ sát, mục đích của bọn họ đều nhất trí, đó chính là giết ngươi. Nữ sát thủ trầm giọng nói. Đại Tần Đế Quốc, Kiếm Tông. Dương Diệp cười lạnh nói. Bọn họ muốn giết ta, ta dựa vào cái gì tin tưởng người? Hơn nữa giống như lúc trước, muốn giết ta chính là ngươi mới đúng. Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn, còn có Quỷ Tông muốn giết Dương Diệp hắn tin, nhưng Kiếm Tông hắn cũng có chút tin, bởi vì Kiếm Tông Tủy Đạo Nhân cùng Ngọc Hành không phải người tốt tành gì. Thế nhưng Đại Tần Đế Quốc hắn tại không tin, bởi vì Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng bỏ ra cái giá cực lớn bảo vệ hắn, đảo mắt tại tới giết hắn. Thủy Hoàng còn không có điên. Nữ sát thủ nói, ngươi phải biết, cổ chiến trường kia không cho cường giả chuẩn linh giả trở lên tiến vào. Chỗ đó mặc dù có linh giả cảnh tồn tại, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ không thể ra tay với thiên tài các vực. Nói cách khác, nơi đó là thiên hạ của vương giả cảnh. Mà Dương Diệp người, chuẩn kiếm hoàng, kiếm tâm thông minh, một khi ngươi tấn cấp vương giả cảnh, lấy quan hệ của người và sáu thế lực lớn, này đối với đệ tử của sáu thế lực lớn mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Cho nên bọn họ nhất định phải diệt trừ người, mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, không có nguyên nhân này, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi lớn lên.
Ngươi hẳn minh bạch một câu nói không cho ta sử dụng, vậy tốt nhất diệt trừ. Dương Diệp trầm mặc, bởi vì nữ nhân trước mắt nói rất có ý. Lấy quan hệ giữa hắn cùng Nguyên Môn, Quỷ Tông, Bách Hoa Cung, còn có Kiếm Tông, mấy thế lực này nhất định sẽ không để cho Dương Diệp lớn lên. Tuy Thủy Hoàng bảo vệ hắn, những thế lực này sẽ không ở ngoài sáng tới giết hắn, thế nhưng trong tối không được sao. Trầm tư một chút, Dương Diệp nhìn về phía nữ sát thủ nói. Tại sao người muốn nói cho ta biết cái này, giữa chúng ta tựa hồ không có giao tình gì nha? Nữ sát thủ trầm mặc một lát, mới nói. Có người hy vọng người chết, thế nhưng cũng có người hy vọng người sống, mà ta là người không hy vọng người chết. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Sau cùng khuyên nhủ ngươi một câu, đừng cho rằng mình đánh bại Nguyên Đồng, thu được Thanh Vân bảng đệ nhất, liền là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân của Nam Vực. Không nói toàn bộ huyền giả đại lục, chỉ ở Nam Vực, rất nhiều thiên tài chân chính đều cực kỳ khiêm tốn. Sở dĩ bọn họ không tham gia Thanh Vân bảng, không phải thực lực kém, mà vì mục tiêu của bọn họ là Tiềm Long Tháp. Dương Diệp lắc đầu nói, ta chưa bao giờ cho rằng mình là Nam Vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, với ta mà nói, Nam Vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, huyền giả đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì ở trước mặt cường giả chân chính. Tỷ như Tôn giả cảnh, Hoàng giả cảnh, chúng ta đều là người yếu. Người có thể nghĩ như vậy, đó là tốt nhất. Nữ sát thủ nói. Là ai không muốn ta chết? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Không thể trả lời. Nữ sát thủ nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói. Người đã không muốn ta chết, vậy lúc trước vì sao người còn ra tay đánh lén ta? Nếu như người ngay cả ta ám sát cũng không đỡ được. Vậy ngươi không cần đi cổ chiến trường, tìm một chỗ trốn bảo mệnh đi. Nữ sát thủ lạnh nhạt nói. Ý của ngươi là ngũ sát các ngươi phải ra sát thủ còn mạnh hơn ngươi tới ám sát ta. Dương Diệp cau mày nói. Nữ sát thủ gật đầu nói. Bọn họ phải ra sát thủ vương giả cảnh, cũng chính tà huyết sát, còn không phải là một cái, mà là ba cái, ba huyết sát ám sát một tiên thiên cảnh, cái này ở trong lịch sử huyết sát, là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nghe vậy, Dương Diệp không khỏi cười khổ, ngũ sát thật đúng là để mắt Dương Diệp hắn. Nếu như chính diện chiến đấu, ở trong thập vạn đại sơn, hắn có đại quân huyền thú, đúng là không sợ huyết sát gì kia. Nhưng vấn đề là, người ta sẽ cùng hắn chính diện chiến đấu sao? Không có tiểu tử kia, đối mặt những sát thủ này, hắn thật có chút lo lắng. Tựa như lúc trước, nếu như thực lực của sát thủ này mạnh hơn một ít, vậy coi như hắn bất tử, chỉ sợ cũng thụ thương. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nữ sát thủ lạnh nhạt nói một câu, chuẩn bị đi. Khoan đã. Dương Diệp gọi đối phương tại. Nữ sát thủ xoay người nhìn Dương Diệp nói. Có chuyện gì? Ngươi có đi cổ chiến trường không? Dương Diệp hỏi. Nữ sát thủ gật đầu nói. Thịnh sự như thế, đương nhiên không thể thiếu ngũ sát, hơn nữa còn có tranh đoạt số mệnh, ngũ sát làm sao có thể buông tha cơ hội tranh đoạt số mệnh này? Dương Diệp trầm ngâm một tát, sau đó nói. Mặc kệ thế nào, lần này cảm ơn người tới cho ta biết. Tuy nữ nhân trước mắt này ám sát hắn nhiều lần, thế nhưng lúc này đây, nữ nhân trước mắt không thể nghi ngờ là tương đương với cứu hắn một mạng. Phải biết ba sát thủ vương giả cảnh tới giết hắn, nếu như hắn không có bất kỳ phòng bị nào nói, cộng thêm tiểu tử kia còn chưa tỉnh, lần này sợ rằng Dương Diệp hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên nói nữ nhân này tương đương cứu hắn một mạng cũng không quá đáng. Nữ tử ngẩn ra, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ cảm ơn nàng, phải biết nàng vô số lần thiếu chút nữa muốn mạng của đối phương. Trầm ngâm một lúc, nàng mới nói. Ngươi không cần cảm tạ ta, tới thông chi người, là ý tứ của người khác. Nếu như ta không đoán sai, lúc này bọn họ đã đến thập vạn đại sơn, chúc người nhiều may mắn. Dứt đời, nữ tử không có dừng lại. Thân hình run lên, quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Thấy nữ tử rời đi, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó khẽ cười cười, muốn tránh thoát ba sát thủ kia, hắn có biện pháp, chỉ cần kêu Lôi Điêu ra, nằm sát thủ kia còn có thể lên trời giết hắn sao? Bất quá hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì chỉ ở trong chiến đấu, thực lực cùng ý thức chiến đấu của một người mới có thể đề thăng rõ ràng. Dương Diệp biết khuyết điểm của mình, đó chính là ý thức chiến đấu quá kém, tựa như túc trước. Nếu như nàng kia ám sát không phải hắn, mà là Nguyên Đồng, lấy ý thức chiến đấu của Nguyên Đồng, nhất định có thể tránh né.
Thế nhưng hắn lại không thể, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn. Tuy còn chưa tới cổ chiến trường, nhưng từ trong miệng Mạc Lão cùng Thủy Hoàng lấy được tin tức, người xuất hiện ở trong cổ chiến trường, khẳng định đều cực kỳ yêu nghiệt, Dương Diệp hắn cũng không thể có chút sơ suất. Hơn nữa hắn còn phải đi tìm Cửu U Hàn Phong, đề thăng thực ực, cấp bách nha. Khẽ thở ra một hơi, Dương Diệp đưa Tiểu Hôi vào trong vòng xoáy, sau đó chạy như điên vào trong Thập Vạn Đại Sơn, hắn cũng không muốn Tiểu Hôi thành trở ngại cho đối phương. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, một hắc ảnh toàn thân đen nhánh từ trong một cây đại thụ đi ra, hắc ảnh chậm rãi đi hai bước, sau đó ngồi chồm hổm xuống, tay nhẹ nhàng sờ soạng mặt đất một chút, một lát sau, hắc ảnh nhíu mày nói. Vì cái gì khí tức của Dương Diệp tiêu thất ở đây, lẽ nào hắn chui xuống đất sao? Vừa mới dứt lời, con người của hắc ảnh đột nhiên kịch liệt co rụt lại, sau đó thân hình run lên, quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở ngoài ba trượng, chẳng qua khi hắn xuất hiện ở xa xa, cổ của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vết máu nhợt nhạt. Trên cây, nhìn thấy ấn kiếm và ngự kiếm thuật đánh lén thất bại, Dương Diệp đáng tiếc lắc đầu, sau đó không ở dừng lại, bay về phía xa xa. Khoảng cách gần như vậy, lấy ngự kiếm thuật cùng ấn kiếm quỷ dị cũng bị đối phương tránh khỏi, bởi vậy có thể thấy được, thực lực của sát thủ vương giả cảnh kia kinh khủng bao nhiêu. Tên kia sờ lên vết máu ở trên cổ, ánh mắt ngưng trọng. Đúng lúc này, hai hắc ảnh đồng dạng xuất hiện ở hai bên của hắn, khi thấy vết máu trên cổ, hắc ảnh bên phải cười lạnh nói. Lãnh Ngân, không nghĩ tới người lại bị một tiên thiên cảnh thương tổn, thật mất mặt. Một hắc ảnh khác nhìn thoáng qua hắc ảnh chào phúng Lãnh Ngân nói. Lãnh Phong, bây giờ không phải thời điểm chúng ta nội chiến. Tuy mặt trên phái ba người chúng ta tới ám sát một gã tiên thiên cảnh, tâm lý ba chúng ta cũng không thoải mái, thế nhưng người phải hiểu được, nếu như chúng ta thành công còn tốt, thế nhưng nếu như thất bại, như vậy ở trong tổ chức, sợ rằng chúng ta sẽ không ngóc đầu tên được. Thất bại. Khóe miệng Lãnh Phong cong lên khinh bỉ nói. Ám sát một tiên thiên cảnh ta sẽ thất bại. Lãnh Quân, người quá để mắt Dương Diệp kia rồi. Thanh Vân bảng đệ nhất, kiếm ý, kiếm tâm thông minh thì như thế nào? Ở trước mặt ta, cái này chỉ là phù vân. Các ngươi cũng không cần đuổi theo giết hắn, một mình ta đi là đủ. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Nhìn thấy Lãnh Phong rời đi, Lãnh Quân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lãnh Ngân nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sao người tại bị thương? Lãnh Ngân cười khẽ một tiếng, sau đó nói. Lãnh Quân, thảo nào qua nhiều năm như vậy, ở trong huyết sát, tỷ lệ ám sát của người thành công cao nhất. Trước đây ta có chút không rõ, bởi vì chúng ta và người, còn có Lãnh Phong thực lực đều không khác nhau, thế nhưng mỗi một nhiệm vụ, người cơ bản chưa từng thất bại, mà ta cùng với Lãnh Phong thì không như vậy. Hiện tại ta rốt cục hiểu, bởi vì thái độ của ngươi, đối mặt một tiên thiên cảnh, ngươi cũng có thể cẩn thận như vậy, phần thái độ này, ta cùng Lãnh Phong không bằng. Lãnh Quân lạnh nhạt nói. Hắn cũng không phải tiên thiên cảnh bình thường, kiếm ý tầng 4, kiếm tâm thông minh, đồng thời thân thể có thể so với huyền thú vương cấp, có thể thôi thúc đạo khí. Thực lực như vậy, ta cũng không dám khinh thường. Quả thật là không nên khinh thường hắn. Lãnh Ngân khẽ gật đầu nói. Lúc trước, ta thiếu chút nữa chết vì khinh địch, không hổ là Thanh Vân bảng đệ nhất. Không hổ là kiếm hoàng tương lai của Nam Vực. Hắn là làm sao thương tổn được người? Lãnh Quân đột nhiên hỏi. Lãnh Ngân cười quỷ dị, cũng không trả lời, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Thấy Lãnh Ngân rời đi, trong mắt Lãnh Quân lóe lên hàn ý, một lát sau mới hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng tiêu thất ở tại chỗ. Ở trong rừng rậm mênh mông, Dương Diệp không ngừng lao đi, hắn đương nhiên không phải đơn giản chạy trốn, đối mặt những sát thủ kia. Hắn phải tìm một thời cơ thích hợp xuất thủ. Không thì lấy thân pháp quỷ dị cùng các loại kỹ xảo ám sát của những sát thủ kia, hắn đừng nói phản giết, có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, nhìn lướt qua xung quanh, khẽ gật đầu, chỗ hắn đứng, vừa túc có thể dùng đánh lén ám sát, bởi vì ở chung quanh hắn đều là cỏ dại rậm rạp chằng chịt, những cỏ dại này cao chừng một trượng, đừng nói một người, 10 người chui vào, bên ngoài cũng nhìn không ra. Dương Diệp trầm ngâm một chút, sau đó cánh tay khẽ động, hộp kiếm xuất hiện ở trong tay, tâm niệm vừa động, 36 thanh huyền kiếm từ trong hộp hóa thành kiếm quang bay vào trong cỏ dại. Do dự một chút, Dương Diệp bấm tay bắn ra, một thanh huyền kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn, cùng huyền kiếm xuất hiện,
còn có tấm phù lục cao cấp mà lúc trước Bảo Nhi tặng cho hắn. Tâm niệm vừa động, huyền kiếm mang theo linh phù bay vào đỉnh đầu Dương Diệp. Làm xong hết thảy, Dương Diệp mới thả người chui vào trong cỏ dại, sau đó thu liếm khí tức, triệt để trầm mặc. Đối mặt sát thủ vương giả cảnh, hơn nữa còn là sát thủ tinh anh trong ngũ sát, hắn không dám có một tia sơ suất cùng khinh địch, cho nên lúc này hắn có thể nói là lá bài tây ra hết, vì chính là chém giết một người trong đối phương. Đương nhiên, nếu như đối phương xuất hiện hai người hoặc ba người, vậy hắn sẽ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Có thần hành phù thượng phẩm, cho dù thân pháp của đối phương quỷ dị, muốn đuổi kịp hắn cũng rất khó khăn. Một canh giờ trôi qua, không có bất kỳ người nào xuất hiện, Dương Diệp vẫn duy trì tư thế như tượng, thu liếm khí tức, hai mắt khép hờ. Rất nhanh, hai canh giờ, ba canh giờ trôi qua. Nhưng một người cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Trong bụi cỏ, Dương Diệp mở hai mắt, xuyên thấu khe hở cỏ dại, nhìn thoáng qua bốn phía vắng vẻ không tiếng động, một tia động tĩnh cũng không có. Chân mày Dương Diệp cau lại, nhưng không hề động, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, càng yên tĩnh, càng đại biểu không bình thường. Thời gian không ngừng trôi qua, tại một ngày trôi qua. Trong bụi cỏ, Dương Diệp có chút không kiên nhẫn, bất quá hắn vẫn không động. Lúc này trong vòng hắn rất nghi hoặc, dọc theo đường đi, hắn cũng không có giấu giếm khí tức của mình, không chỉ không ẩn giấu, còn cố ý để tại rất nhiều vết tích, theo đạo lý mà nói, đối phương chắc là sẽ đuổi theo. Thế nhưng vì sao bốn ngày đi qua, ngay cả một bóng người cũng không có? Chẳng lẽ đối phương đã bỏ qua đuổi giết hắn? Hay đối phương đã đến nơi này, mà giống như hắn, đối phương cũng đang chờ đợi hắn hiện thân? Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp hiện ra nụ cười quỷ dị. Tâm niệm vừa động, huyền kiếm giấu ở phía trước năm trượng nhẹ nhàng khẽ động, chặt đứt mấy cây cỏ dại. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy trong một cây đại thụ đột nhiên tạo ra một hắc ảnh, bóng đen ấy tốc độ cực nhanh lao về phía huyền kiếm. Trương tối, Dương Diệp nhìn thấy một màn này, trong lòng vui vẻ, ánh mắt lóe lên sát ý, tâm niệm vừa động, 36 thanh huyền kiếm phóng lên cao, trong nháy mắt bao phủ hắc ảnh ở trong đó, sau đó hóa thành kiếm quang bắn nhanh đi. Lúc này đây, Dương Diệp không có bảo lưu, kiếm ý tầng 4 phô thiên cái địa bắn về phía bóng đen, cùng lúc đó, chân phải đạp một bước, mượn mặt đất truyền tới lực đẩy, Dương Diệp giống như đạn pháo lao ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lãnh Phong kịch biến. Giờ khắc này, hắn đương nhiên đã biết hắn trúng kế. Đương nhiên, hắn không phải bởi vì cái này biến sắc, mà là bởi vì tốc độ cùng uy lực của 36 thanh huyền kiếm kia, tốc độ đã làm hắn không thể né tránh. Huyền kiếm ẩn chứa kiếm ý tầng 4, lực lượng kinh khủng trong đó, cho dù là hắn cũng sợ hãi. Khi hắn đi tới chỗ này, kiếp sống sát thủ nhiều năm nói cho hắn biết, chỗ này không bình thường, bởi vì địa phương này quả an tĩnh. Hồi tưởng lại vết máu trên cổ Lãnh Ngân, hắn quyết định cẩn thận một ít, không có đi ra ngoài lục soát. Đợi 4 ngày, hắn cũng có chút không kiên nhẫn, ngay thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ có động tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời điểm thấy một màn như vậy, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là Dương Diệp không nhịn được. Cũng phải, Dương Diệp không phải sát thủ, sao có thể có sự nhẫn nại như bọn họ. Cho nên hắn không chút do dự động thổ, sau đó hắn bi kịch. Không kịp nghĩ nhiều, cổ tay Lãnh Phong khẽ động, chủy thủ trong tay mang theo hàn quang bắn về phía Dương Diệp, hai chân thì nhảy lên cao. Uy lực của 36 thanh huyền kiếm kia, hắn không phải không dám ngạnh kháng, mà là không cần. Một kích không trúng lui xa ngàn dặm, sát thủ thông minh sẽ không bao giờ kiều mạng với đối thủ. Nhìn thấy hắc ảnh thối lui, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, tâm niệm vừa động, huyền kiếm giấu ở phía trên hóa thành một đạo kiếm quang chém xuống, đi theo huyền kiếm còn có phù lục cao cấp. Trên không trung, kinh phù đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo phong nhận hình bán nguyệt. Sau khi phong nhận xuất hiện, cây cối ở xung quanh mấy trượng hóa thành mảnh vỡ, cỏ dại càng bị chém thành cho bụi. Nhìn thấy phong nhận đột nhiên rơi xuống, trong mắt Lãnh Phong kinh hãi gần chết, hắn chẳng thể nghĩ tới, Dương Diệp này lại còn có kinh phù cao cấp như vậy, hơn nữa còn lấy phương thức này thả ra, làm cho hắn hiện tại ngay cả né tránh cũng không thể. Trước có phong nhận kinh khủng, xung quanh có kiếm trận ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lãnh Phong sợ hãi. Nhưng mà cũng may, hắn không sợ hãi đến mất lý trí, hít sâu một hơi, trong mắt hắn lóe lên vẻ quyết tuyệt, huyền khí trong cơ thể phun trào,
nắm chủy thủ trong tay, hung hăng đâm về phía phong nhận. Keng! Phong nhận cùng lãnh phong thân mật tiếp xúc, chỉ thấy lãnh phong nhất thời từ không trung nhanh chóng rơi xuống, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vui vẻ, thời điểm hắn chuẩn bị đi bổ thêm một đao, một cây chủy thủ quỷ dị xuất hiện ở bên cổ của hắn, nhất thời tóc gáy cả người Dương Diệp dựng lên. Keng! Chủy thủ ở nơi cổ của Dương Diệp lướt qua một cái, nhưng chủy thủ lại như quét lên huyền thiết cứng rắn, phát ra thanh âm kim thiết vang dội. Lãnh quân nắm chủy thủ sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ tới thân thể của Dương Diệp đã cường hãn đến trình độ kinh khủng như vậy. Rất nhanh, lãnh quân phục hồi tinh thần lại, không chút do dự nào, thân hình run lên, quỷ dị biến mất, sau một khắc xuất hiện ở cách vài chục trượng. Nhìn đối phương tiêu thất, sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng, nếu như không phải thân thể của hắn cường hãn, sợ rằng lúc này đã trở thành một thi thể không đầu. Sát thủ vương giả cảnh, năng lực thực chiến có thể không phải rất kinh khủng, thế nhưng năng lực ám sát lại khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ. Tựa như lúc trước đối phương lựa chọn thời cơ, cái thời cơ kia, đúng là lúc hắn buông lỏng đề phòng, toàn thân thư giãn nhất, mà chính là trong nháy mắt vi diệu ấy, đã bị đối phương chính xác bắt được. Dương Diệp hít sâu một hơi, bắt đầu chăm chú lên, bây giờ đối phương đã biết thân thể của hắn cường hãn, lần sau xuất thủ, nhất định sẽ hết toàn lực. Đương nhiên, hắn không phải sợ đối phương, chỉ là hắn không muốn giống như lúc trước, bị đối phương chém một đao, sau đó lại chỉ có thể nhìn đối phương rời đi. Loại cảm giác này, thật sự là rất ấm ức. Lắc đầu, Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt lãnh phong đã bị 36 thanh huyền kiếm đâm thành con nhím, nhìn lãnh phong đã chết không thể chết lại, Dương Diệp tâm niệm hơi động, 36 thanh huyền kiếm bay trở về hộp kiếm, tay phải chiêu chiêu, nạp giới của lãnh phong bay đến trong tay hắn. Nhìn lướt qua vật phẩm trong nạp giới, Dương Diệp lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trong nạp giới, ngoại trừ hơn 1000 viên đá năng lượng, thì không có gì cả. Sát thủ đều nghèo như vậy sao? Khinh bỉ nhìn thoáng qua thi thể lãnh phong trên mặt đất, Dương Diệp chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng thấy được thiết bài màu đỏ bên hông lãnh phong. Chần chờ một chút, Dương Diệp phất tay, thiết bài màu đỏ bay đến trong tay hắn, nhìn kỹ, chỉ thấy chính diện thiết bài viết một chữ huyết đỏ tươi. Thoáng suy tư, Dương Diệp đại khái hiểu thiết bài này là vật gì. Cái thiết bài này chắc là thân phận chứng minh của tổ chức huyết sát. Do dự một chút, Dương Diệp thu thiết bài vào trong nạp giới. Thứ này, có lẽ sau này có thời điểm dùng được. Cất xong thiết bài, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, bay vào trong thập vạn đại sơn. Sau khi Dương Diệp đi khoảng chừng một khắc, lãnh quân quỷ dị xuất hiện ở chỗ lúc trước Dương Diệp đứng, nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, lại nhìn thi thể lãnh phong, trong mắt lãnh quân ngưng trọng không gì sánh được. Lúc trước, ở lúc lãnh phong và Dương Diệp giao thủ, hắn đã đến nơi này, chỉ là hắn không có xuất thủ, hắn đang chờ đợi một thời cơ tốt nhất. Sau cùng, như hắn suy nghĩ, thời cơ tốt nhất bị hắn chờ đến. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thân thể của Dương Diệp đã cường hãn đến trình độ kinh khủng như vậy, còn cứng rắn hơn huyền thiết. Đúng lúc này, lãnh ngân quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh lãnh quân, nhìn thi thể lãnh phong, lãnh ngân nhíu mày, sau đó nhìn về phía lãnh quân nói. Ngươi đã giao thủ với hắn. Lãnh quân gật đầu nói. Ngươi nói đúng, Dương Diệp này không hổ là thanh vân bảng đệ nhất, thực lực của hắn, đã hoàn toàn không kém vương giả cảnh bình thường. Lãnh phong chết ở trên tay hắn, ngoại trừ hắn sơ suất khinh địch, thực lực của Dương Diệp mới là chủ yếu nhất. Thảo nào mặt trên cùng lúc phái ra ba người chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ lần này. Thực lực mạnh. Lãnh ngân cười khẽ một tiếng nói. Cái này vừa vặn, đã nhiều năm chưa từng gặp qua mục tiêu thú vị như vậy. Biết không, trước đây thời điểm ta bị hắn thương tổn, loại cảm giác kích thích kia lại trở về. Mặt trên hứa hẹn, giết hắn, chúng ta có thể sớm trở thành địa sát, thế nhưng hiện tại, cho dù mặt trên bỏ qua ám sát hắn, cá nhân ta cũng sẽ không bỏ qua. Lãnh quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua lãnh ngân, sau đó nói. Chúc ngươi lần này ám sát kích thích thoải mái. Dứt lời, thân hình lãnh quân run kên, biến mất ở tại chỗ. Lãnh ngân hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không dừng lại, thân hình run lên, bay về phía xa xa. Trên bình nguyên, Dương Diệp cưỡi tiểu hôi hăng hái chạy đi. Dọc theo con đường này, mỗi thời mỗi khắc hắn luôn duy trì cảnh giác, nhưng khiến hắn có chút buồn bực là, hai ngày qua, hai sát thủ kia không có xuất hiện nữa. Bất quá Dương Diệp dám khẳng định,
hai sát thủ này cách hắn rất gần, có thể ở nơi nào đó theo dõi hắn, bọn họ đang đợi thời cơ thích hợp, sau đó cho hắn một kích chí mạng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hai ngày qua, hắn không có bố trí bẫy dập đi đối phó đối phương. Hiện tại, hắn phải làm không phải phản giết đối phương, mà là thoát khỏi đối phương trước. Bởi vì như vậy, hắn mới có cơ hội giết đối phương, không thì lấy thân pháp quỷ dị của đối phương, coi như hắn gọi tất cả thú vương ra cũng không có tác dụng. Mà muốn thoát khỏi đối phương, từ sáng thành tối, hắn chỉ có thể gọi tiểu hôi ra. Có tiểu hôi thay đi bộ, lại trải qua hai ngày chạy gấp, lúc này Dương Diệp mới chuẩn bị bắt đầu phản kích. Ngay lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Dương Diệp nhướng mày, quyết định thật nhanh, bỏ qua mai phục, sau đó thu tiểu hôi vào, chạy nhanh về phía trước. Có tiếng đánh nhau, muốn mai phục hai gã sát thủ kia, đó khẳng định là không được, bởi vì nếu như đối phương nghe được tiếng đánh nhau, nhất định sẽ phòng bị. Chỉ là Dương Diệp vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì hiện tại chỗ này tuy không phải chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, nhưng ở biên giới ngoại vi và nội vi của Thập Vạn Đại Sơn. Hắn có thể tới chỗ này, đó là bởi vì có tiểu hôi dẫn đường. Có thể nói, chỗ này đã là thiên hạ của huyền thú, nhân loại động thủ ở chỗ này, kia không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Trên một gò núi, hai nữ tử dựa lưng vào nhau, tay nắm trường kiếm, ở xung quanh các nàng, là 20 con liệt diễm sư vương đi cùng thi thể yêu sư khắp nơi trên đất. Thời điểm Dương Diệp chạy tới chỗ này, thấy thi thể khắp nơi trên đất, nhất thời ngạc nhiên, thực lực của liệt diễm sư vương hắn biết rõ ràng, mà hai cô gái trước mắt lại có thể chu diệt nhiều liệt diễm sư vương như vậy. Phải biết rằng, cảnh giới của hai nàng kia, bất quá là vương giả cảnh nhất trọng mà thôi. Dương Diệp bắt đầu quan sát hai nữ tử khoảng chừng 20 tuổi, hình dạng thanh tú, đặc biệt là nữ tử bên trái, hai đùi thon dài, dáng người không gầy không mập, tuy dung nhan không tính tuyệt thế, nhưng lại có một loại phong tình khác. Đặc biệt là thời điểm bị đàn yêu sư vây quanh, trên mặt nữ tử lộ ra nụ cười nhàn nhạt càng tăng thêm vài phần mị lực. Mà nữ tử bên phải nàng thì hơi mập, mặt hơi tròn, nhưng không mất mỹ cảm. Đặc biệt là cặp mắt to, cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta vừa thấy đã khó có thể quên. Dù sao ở trong ấn tượng của Dương Diệp, nữ tử hình thể béo lại không khó xem, cô gái trước mắt này là người thứ nhất. Chỉ là lúc này thần sắc của nàng cũng nữ tử bên cạnh hoàn toàn tương phản, lúc này vẻ mặt nàng ngưng trọng, trong mắt to xinh đẹp thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo lắng. Vivi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đàn yêu sư kia càng giết càng nhiều, chúng ta căn bản không giết hết, chờ huyền khí trong cơ thể chúng ta tiêu hao hết, địa phương quỷ quái này chính là nơi táng thân của chúng ta a. Ta không muốn chết, càng không muốn trở thành thực vật của những xúc sinh này. Nữ tử mập có chút lo lắng nói. Nữ tử tên Vivi khẽ cười nói. Nhan Nhan yên tâm, có tỷ ở đây, sư vương lại nhiều cũng không cần sợ hãi. Dứt lời, đầu ngón chân của nàng nhẹ điểm mặt đất, thân thể bắn ra, sau khi bắn ra một trượng, đầu ngón chân của nàng lại nhẹ nhàng điểm mặt đất một cái, sau đó thân thể xoay tròn tại chỗ, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay cực kỳ tự nhiên quét ngang ra. Nhất thời, một đạo kiếm khí màu trắng hình bán nguyệt bắn nhanh về phía sau con liệt diễm sư vương cấp đối diện nàng. Bởi vì 6 con liệt diễm sư vương cấp hình thể quá lớn, cho nên chúng nó căn bản không cách nào tránh né được đạo kiếm khí này, cùng kiếm khí thân mật tiếp xúc. Một tiếng suy vừa vang lên, 6 con huyền thú vương cấp ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, nhất thời hóa thành 12 khối. Một kiếm miểu sát 6 con huyền thú vương cấp, đương nhiên, càng làm cho Dương Diệp giật mình là, cô gái trước mắt vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là tầng 3. Vivi thật cợi hại. Lúc này, nữ tử tên Nhan Nhan đột nhiên hét to một tiếng, chạy tới trước mặt nữ tử tên Vivi, sau đó hung hăng ôm đối phương, ở trên mặt nữ tử tên Vivi hôn một cái, làm Dương Diệp trợn mắt hốc mồm. Sắc mặt Vivi đỏ lên, đang chuẩn bị nói chuyện, đúng lúc này, những liệt diễm sư vương ở chung quanh các nàng đột nhiên giống giận, sau đó hung hăng đánh tới hai người bọn họ. Hiển nhiên, lúc trước cử động của nàng, chọc giận đám sư vương vương cấp. Không chỉ như vậy, toàn bộ mặt đất khẽ run lên, ngay sau đó, ở xa xa, vô số liệt diễm yêu sư đột nhiên xông ra, giống như vạn mã bôn đằng, tràn về phía các nàng. Thấy một màn như vậy, hai nàng đồng thời biến sắc, tuy thực lực của các nàng rất mạnh, thế nhưng đối phó nhiều yêu thú như vậy, đừng nói hai người bọn họ, chỉ sợ linh giả cảnh cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Nữ tử tên Vivi do dự một chút,
Sau đó quả quyết kéo nữ tử ở bên cạnh đã hoàn toàn bị dọa sợ nhảy lên, thời điểm nàng nhảy lên, một đôi cánh trắng noãn do huyền khí biến ảo xuất hiện ở sau vai nàng. Lúc này, trong mắt nàng lần thứ hai hiện tên vẻ do dự, sau đó thấp giọng thở dài, thân hình khẽ động, trong vòng mấy tức, đó rơi vào chỗ Dương Diệp ẩn thân. Nhìn thấy nữ nhân này đột nhiên đi tới chỗ mình, Dương Diệp sửng sốt, nàng muốn làm gì? Thời điểm hắn nghi hoặc không giải thích được, nữ tử tên Vivi nắm bờ vai của hắn, sau đó bay lên trời, nhắm phía xa bay vút đi. Nhìn bầy huyền thú rậm rạp chằng chịt ở phía dưới, lại nhìn nữ tử bên cạnh, Dương Diệp trừng mắt, cô gái này cứu mình. Vì sao nàng tại cứu mình? Chẳng lẽ mình gặp được người tốt trong truyền thuyết? Đương nhiên, còn có một vấn đề trọng yếu nhất, đó chính là cô gái này phát hiện hắn từ lúc nào? Vì sao đối phương có thể phát hiện hắn? Các hạ là huyền giả nam vực. Thời điểm Dương Diệp nghi hoặc, nữ tử kia đột nhiên hỏi. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, sau đó gật đầu, thời điểm hắn chuẩn bị nói chuyện, nữ tử hơi mập buồn bực nói. Một tiên thiên cảnh, cũng dám tới hạch tâm của thập vạn đại sơn, nếu như không phải vi vi nhà ta thân ải thiện tâm nhân từ, bây giờ ngươi đã trở thành thức ăn của những gia hỏa kia rồi. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nói. Hai vị hẳn không phải người của nam vực. Làm sao ngươi biết? Nữ tử hơi mập kinh ngạc nói. Nghe được lời của nàng, nữ tử vi vi nhìn thoáng qua nữ tử hơi mập, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, tên ngu ngốc này. Dương Diệp nhíu mày, hắn chỉ thăm dò một chút, nhưng lại không nghĩ rằng hai người trước mắt thật không phải người của nam vực. Nếu như không đoán sai, hai nàng trước mắt chắc là tới tham gia Tiềm Long Tháp, chỉ là vì sao đối phương lại xuất hiện ở Thập Vạn Đại Sơn. Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Sao ngươi biết chúng ta không phải người của nam vực? Nữ tử hơi mập thấy Dương Diệp trầm mặc không đáp, có chút tức giận nói. Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói. Ta đoán. Ngươi. Nữ tử hơi mập rõ ràng không tin, nhất thời căm tức nhìn Dương Diệp. Được rồi, chúng ta vẫn là trước nghĩ làm sao thoát thân đi. Đúng lúc này, Vivi cầm lấy Dương Diệp cùng nữ tử hơi mập nhìn liệt diễm yêu sư rậm rạp phía dưới, trầm giọng nói. Khi thấy đàn yêu sư ở phía dưới thành quần kết đội đuổi theo ba người mình, khuôn mặt tròn trịa của nữ tử hơi mập có chút trắng bệch, cũng không phải nàng sợ chết, thế nhưng nàng sợ bị huyền thú ăn sống. Nếu như đám huyền thú ăn đầu trước mà nói, như vậy còn tốt, nháy mắt tiền chết, cũng không cảm giác đau đớn gì, thế nhưng nếu như huyền thú ăn bộ phận khác trước, tỉ như tay chân chẳng hạn. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nữ tử hơi mập càng trắng hơn. Nhìn bầy thú rậm rạp chằng chịt phía dưới, Dương Diệp cũng nhíu mày, nếu có tiểu tử kia ở đây, đám huyền thú này hắn tự nhiên không cần sợ, nhưng vấn đề tà không có tiểu tử kia. Muốn bằng vào Tiêu Hôi dọa đàn yêu sư, kia không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Huyền thủ đế quốc cường giả vi tôn, Tiểu Hôi bất kể là huyết mạch hay thực lực, đều kém hơn liệt diễm sư vương rất nhiều, hơn nữa đối phương còn thành đàn kết đối, cho nên kêu Tiểu Hôi đi ra, cũng chính chịu chết mà thôi. Vivi, người mau bay nhanh. Ta không muốn bị chúng nó ăn sống. Nữ tử hơi mập có chút run rẩy nói. Vivi khẽ lắc đầu một cái nói. Huyền kỹ huyền khí hóa cánh này cực kỳ tiêu hao huyền khí trong cơ thể ta đã còn dư lại không nhiều, tối đa một canh giờ, huyền khí của ta sẽ khô kiệt, đến lúc đó, sợ rằng chúng ta sẽ trở thành thức ăn của huyền thú. Nguyên lai là một môn huyền kỹ. Nghe được Vivi nói, Dương Diệp thoải mái, mới đầu hắn rất nghi hoặc cùng không giải thích được. Phải biết rằng, huyền khí hóa cánh phải cần linh giả cảnh mới có thể làm được. Này, người có biện pháp gì không? Thời điểm Dương Diệp trầm tư, nữ tử hơi mập đột nhiên nhìn Dương Diệp nói. Một mình ngươi dám đến Thập Vạn Đại Sơn, phải có chỗ dựa gì hay không? Nếu có phương pháp bảo mệnh, thì đừng cất giấu nữa. Vivi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, hiển nhiên, nàng cũng cho rằng nữ tử mập nói có đạo lý. Dương Diệp trầm mặc. Hắn đúng là có biện pháp, chỉ cần gọi lôi điêu ra, tự nhiên có thể thoát khỏi đàn yêu sư. Chỉ là hắn thật sự không muốn lôi điêu bại lộ ở trong mắt sát thủ, nếu để cho ngoại nhân biết Dương Diệp hắn còn có huyền thú phi hành, như vậy chỉ sợ hắn cả đời này cũng không được an bình. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là nếu như phải gọi lôi điêu ra, vậy ý nghĩa Dương Diệp hắn phải ở trước mặt hai nàng triệu hồi lôi điêu. Cử động như vậy, không chỉ kinh thế hãi tục, càng có khả năng bại lộ vòng khí xoáy thần bí. Cho nên ở trong ánh mắt mong chờ của hai nàng, Dương Diệp lắc đầu,
thời điểm hắn chuẩn bị nói chuyện, nữ tử hơi mập đột nhiên oa một tiếng khóc lên, sau đó ôm Vivi thật chặt, khóc ròng nói. Vivi, ta không muốn chết, ta còn muốn trở thành đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, ta còn muốn gả cho Viên Quý Tu sư huynh, ta còn muốn vì hắn sinh thật nhiều hài tử. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp giật một cái, nữ nhân này. Hắn hết chỗ nói rồi. Nữ tử tên Vivi cũng lắc đầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nhan Nhan, ngươi chừng nào thì bình thường một chút ha. Lại tiếp tục như vậy, đừng nói Viên sư huynh, ngay cả tông môn cũng không dám thu ngươi. Vivi ngươi. Nữ tử hơi mập có chút thẹn quá thành giận, tựa hồ quên mất Dương Diệp tồn tại, nàng chôn mặt ở trước ngực Vivi, sau đó không ngừng cả cạ, vừa nói. Thân ái, ở đây của ngươi giống như lại lớn. Không được, ta không thể nhỏ hơn ngươi, chờ ta về tông môn, ta phải đi tìm cây đu đủ 1000 năm, còn chưa đủ, chờ có cơ hội, ta còn muốn nhờ Viên sư huynh xoa bóp giúp. Khóe miệng Dương Diệp không ngừng co quắp, nữ nhân này quá cường đại. Sắc mặt Vivi đỏ lên, chừng nữ tử hơi mập nói. Ngươi cái cô nàng chết bầm này, lời như vậy ngươi cũng nói ra miệng được, cũng không nhìn bên cạnh có người hay không. Này, ngươi còn cọ, hiện tại ta sẽ ném người xuống dưới cho Huyền. Thú, cái uy hiếp này đối với nữ tử hơi mập là cực kỳ có tác dụng. Nữ tử hơi mập vội vã dừng tay, sau đó nghẹo mặt nhìn Dương Diệp, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nàng sáng lên nói. Thân ái, ta nghĩ tới một biện pháp thoát thân. Nghe vậy, đột nhiên Dương Diệp cảm giác không ổn, Vivi thì mừng rỡ hỏi. Biện pháp gì? Nữ tử hơi mập thu lại ma chảo của mình ở trước ngực Vivi, sau đó chỉ vào Dương Diệp nói. Thân ái, chúng ta ném hắn xuống, để hắn đi hấp dẫn những huyền thú kia, cứ như vậy, chúng ta liền có thời gian chạy trốn, ngươi nói đúng không? Nghe vậy, sắc mặt của Dương Diệp đen thui, nữ nhân này nói chuyện không thể hàm xúc một chút sao? Mình còn ở trước mặt a. Vivi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu nhìn Dương Diệp, trầm ngâm một lát nói. Các hạ, hôm nay tình huống của chúng ta ngươi cũng thấy. Ngươi một huyền giả cảnh dám thâm nhập thập vạn đại sơn, ta nghĩ, ngươi nhất định là có bản lãnh bảo mệnh. Nếu như các hạ đồng ý xuất thủ tương trợ, hai sư muội ta vô cùng cảm kích. Dương Diệp trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với hai nàng này không có ác cảm, chuẩn xác mà nói là có chút hảo cảm, bởi vì hai nàng không chỉ không trách hắn ở một bên dòm ngó, còn xuất thủ cứu giúp. Đặc biệt hai người này còn là vương giả cảnh, mà hắn chỉ là một tiên thiên cảnh, dưới loại tình huống này, hai nàng không chỉ không khinh thị cùng ghét bỏ, còn không ngại phiền toái xuất thủ cứu hắn. Điều này làm cho hắn sinh ra hảo cảm. Mà Lôi Điêu thì trăm triệu lần không thể lộ ra ngoài, kia quan hệ quá lớn. Thấy Dương Diệp trầm mặc, hai nàng cũng trầm mặc, lúc này các nàng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Dương Diệp, nếu như Dương Diệp vẫn lắc đầu. Như vậy chỉ sợ ba người sẽ hài cốt không còn. Mà thôi, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Dương Diệp khẽ cười, thời điểm hắn chuẩn bị triệu hồi ra Lôi Điêu, đột nhiên nữ tử hơi mập hét to một tiếng, sau đó chỉ vào phía trước hưng phấn nói. Thân ái, là đám người Nghiêm Hàn sư huynh, bọn họ tới cứu chúng ta. Ha ha, chúng ta rốt cục có thể không cần chết. Dương Diệp nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngoài trăm trượng. Bảy người phía sau có hai cánh huyền khí đang bay về phía bọn họ. Thấy những người này, chân mày Dương Diệp nhíu lại, thiên tài yêu nghiệt của vực khác, không phải nên đi cổ chiến trường sao? Sao sẽ đi tới thập vạn đại sơn này? Khẽ ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ khuôn mặt mấy người, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không bao lâu, bảy tên huyền giả kia đã đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, trong bảy người, cầm đầu là một thanh niên chừng 20 tuổi. Mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền mật, dáng người thẳng tắp, đứng ở nơi đó, gió nhẹ lay động mái tóc dài, phong lưu tiêu sái không nói ra được. Thời điểm thanh niên thấy Vivi, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hòa ái. Lưu sư muội, rốt cục để chúng ta tìm được ngươi. Này, Nghiêm Hàn sư huynh, còn có ta đó, ngươi đừng thấy người trong lòng, liền không nhớ sư muội ta. Cẩn thận ta để thân ái nhà ta không để ý tới ngươi. Nữ tử mặt tròn bất mãn nói. Ánh mắt Nghiêm Hàn rời khỏi trên người Lưu Vivi, nhìn về phía nữ tử mặt tròn, cười nói. Ta nào dám quên Thái Nhan Nhan sư muội. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Vị huynh đài này là.
hắn là huyền giả Nam vực mà chúng ta nhặt được ở trong thập vạn đại sơn. Thái Nhan Nhan nói, Nghiêm Hàn sư huynh, người trước đây nói ta gan lớn, ta cho người biết, lá gan của hắn còn lớn hơn ta nhiều. Một người còn chưa tới vương giả cảnh, dĩ nhiên dám thâm nhập thập vạn đại sơn, nếu như không phải gặp ta cùng với Vi Vi, sợ rằng hắn đã sớm chết. Huyền giả Nam vực, tiên thiên cảnh. Nghe được Thái Nhan Nhan nói, Nghiêm Hàn sửng sốt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi là huyền giả Nam vực. Dương Diệp gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, Nghiêm Hàn cùng với 6 gã nam tử sau lưng nhất thời hiện lên vẻ khinh miệt, một nam tử trong đó càng không lưu tình nói. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên sớm gặp được huyền giả Nam vực, nghe đồn huyền giả Nam vực ở trong chư vực thực lực là lót đáy. Không phải nghe đồn. Nghiêm Hàn nhàn nhạt nhìn Dương Diệp, cắt đứt tên nam tử kia nói. Nghìn năm qua, Nam vực ở trong chu vực, đều là tồn tại lót đáy. Đặc biệt mấy giới trước, những yêu nghiệt ở Nam vực, thậm chí ngay cả tầng thứ nhất của Tiềm Long Tháp cũng không thể đi lên. Nói đến đây, Nghiêm Hàn khẽ cười nói. Nghe nói Nam vực ra một chuẩn kiếm hoàng, không chỉ lĩnh ngộ kiêm ý tầng 4, còn kiêm tâm thông minh, ha ha. Đất man hoang này, sẽ có người kiếm tâm thông minh. Thật là thiên đại chê cười, phải biết rằng Thiên Kiếm Tông ta là tông môn tam. Phẩm, trong đó vô số thiên tài kiếm đạo, thế nhưng cũng không xuất hiện qua kiếm tâm thông minh giả, Nam vực có khả năng sinh ra sao? Phải, Nam vực chỉ là man di chi địa, làm sao có thể sinh ra kiếm tâm thông minh giả, đừng nói Thiên Kiếm Tông chúng ta, ngay cả tông môn ngũ phẩm Thiên Kiếm Tông cũng chưa từng nghe nói xuất hiện qua. Huyền giả Nam vực khoác lác cũng không trải qua đầu óc suy tư. Nam tử ở bên cạnh Nghiêm Hàn phụ họa, sau khi nói xong, còn cố ý nhìn Dương Diệp. Đến bây giờ Dương Diệp còn không biết người vực khác đang ghim hắn sao. Dương Diệp hắn cũng không phải người có đầu rút cổ, lập tức nhìn Nghiêm Hàn và thanh niên kia nói. Hai vị nói Nam vực không có khả năng xuất hiện kiếm tâm thông minh giả, vậy vạn năm trước, kiếm tông tổ sư của Nam vực kiếm tông, chẳng lẽ hắn không phải kiếm tâm thông minh giả? Nghe vậy, sắc mặt của Nghiêm Hàn cùng thanh niên kia có chút khó coi, Nam vực kiếm tông tổ sư, người từng ép thiên tài yêu nghiệt các vực tâm phục khẩu phục. Bọn họ đương nhiên là biết. Bên ngoài Tiềm Long Tháp có một bảng, tên là Tiềm Long Bảng, chỉ tiến vào tầng cao nhất của Tiềm Long Tháp, cũng chính là tầng thứ 5, như vậy tên của huyền giả mới có cơ hội xuất hiện ở trên Tiềm Long Bảng. Trải qua vô số năm tháng, trên Tiềm Long Bảng chỉ có tên của 7 người, mà kiếm tông tổ sư, cũng chính là Tiêu Giao Tử, hắn xếp hạng thứ 2 ở trên Tiềm Long Bảng. Dương Diệp nói kiếm tông tổ sư, kia không thể nghi ngờ là ngay tại chỗ đánh mặt của hai người bọn hắn, hai mắt Nghiêm Hàn híp lại. Ý của ngươi là nói Dương Diệp kia thật là kiếm tâm thông minh giả. Nhìn thấy sư huynh đệ của mình nhằm vào Dương Diệp, Lưu Vi Vi nhíu mày, sau đó nói. Nghiêm sư huynh, hiện tại chúng ta trước giải quyết những huyền thú phía dưới đi. Một đám súc sinh mà thôi. Nghiêm Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lưu Vi Vi, trên mặt lại nổi lên dáng tươi cười. Lưu sư muội không cần lo lắng, tuy đám súc sinh này nhiều, nhưng đều là súc sinh không có đầu óc mà thôi, ngươi cứ ở đây, xem sư huynh làm sao phá bụng lấy đan đám huyền thú kia. Nội đan của những súc sinh kia là đồ tốt. Nói xong, Nghiêm Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó khóe miệng cười tà nói. Vị bằng hữu này nếu dám lấy thực lực tiên thiên cảnh bước vào thập vạn đại sơn, nói vậy nhất định là có khả năng kinh người gì. Vừa lúc, sư huynh muội ta còn chưa thấy qua thiên tài Nam vực, các hạ liền bộc lộ tài năng, để bọn ta nhìn xem thiên tài yêu nghiệt của Nam vực cường đại, như thế nào được không? Phải, bộc lộ tài năng đi, để chúng ta nhìn xem huyền giả Nam vực, đến tột cùng yếu, không đúng, là cường đại tới trình độ nào, ha ha. Hay là thôi đi, dù sao người ta chỉ là tiên thiên cảnh, đừng nói một đám huyền thú vương cấp, dù một con chỉ sợ cũng không đối phó được. Làm sao có thể? Nếu người ta dám lấy thực lực tiên thiên cảnh đi vào thập vạn đại sơn, nhất định là có lá bài tẩy kinh người, nói không chừng, hắn chính là người đoạt được thanh vân bảng đệ nhất của Nam vực, cũng chính là kiếm tâm thông minh Dương Diệp, ha ha. Nghiêm sư huynh, hiện tại chúng ta trước giải quyết những huyền thú phía dưới đi. Một đám súc sinh mà thôi. Nghiêm Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lưu Vi Vi, trên mặt lại nổi lên dáng tươi cười. Nghe mọi người nói. Nghiêm Hàn giả vờ kinh ngạc nhìn Dương Diệp, sau đó hỏi. Ngươi sẽ không thật là kiếm tâm thông minh Dương Diệp kia chứ?
Dương Diệp nhàn nhạt nhìn mọi người, khẽ cười cười, sau đó nói. Ta thật là Dương Diệp. Nghiêm Hàn sửng sốt, sau đó cười phá lên, một lát sau mới nói. Ngươi là Dương Diệp, kiếm tâm thông minh Dương Diệp. Ha ha, tới tới, để chúng ta nhìn thiên tài kiếm tâm thông minh đến cùng là dạng gì, ha ha. Được rồi. Đúng lúc này, Lưu Vi Vi đột nhiên giận quát một tiếng, Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hàn nói. Nghiêm sư huynh, tuy cảnh giới của hắn thấp, nhưng người cũng không cần trào phúng chế ngạo hắn như vậy. Ngươi vốn không phải người như thế. Thái Nhan Nhan ở một bên cũng có chút nhìn không được, lập tức nói. Nghiêm sư huynh, tuy thực lực của tiểu tử này yếu một chút, người lớn lên khó coi một chút, lại là người của Nam Vực, thế nhưng hắn không có làm gì với chúng ta, các ngươi cần gì phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu như truyền đi, nói Thiên Kiếm Tông chúng ta khi dễ một tiên thiên cảnh, cái này sẽ khó nghe như thế nào? Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã, cái gì gọi là lớn lên khó coi một chút, Thái Nhan Nhan này nói chuyện như thế mà được sao? Nghe hai nàng nói, sắc mặt của Nghiêm Hàn có chút khó coi, thời điểm nhìn về phía Dương Diệp, ở chỗ sâu trong mắt hiện lên sát ý, thế nhưng khi nhìn về phía đám người Lưu Vi Vi, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười nhu hòa. Hai vị sư muội nói phải, lần này là sư huynh không đúng. Chúng ta không nói những thứ này, trước giải quyết bầy thú đi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lạnh nhạt nói. Đợi ở một bên, đừng có chạy lung tung, nếu không chết đừng trách người khác. Dương Diệp lắc đầu, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, mặt đất xa xa đột nhiên rung động kịch liệt, ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen rậm rạp chằng chịt, đợi mây đen tới gần, sắc mặt đám người Nghiêm Hàn kịch biến, bởi vì này đâu là mây đen gì, mà là vô số huyền thú phi hành. Không chỉ trên trời, mặt đất càng có vô số các loại huyền thú rậm rạp chằng chịt, từ trên nhìn xuống, nhìn không thấy cuối. Lúc này đây, trong mắt đám người Nghiêm Hàn lộ ra vẻ hoảng sợ, mây trăm con, hơn 1000 con, bọn họ còn có thể chạy chôn, thế nhưng nhiều như vậy. Đừng nói bọn họ, ngay cả cường giả linh giả cảnh chỉ sợ cũng khó có thể chạy. Song song, nhìn bầy thú che trời kia, sắc mặt của Thái Nhan Nhan ảm đạm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thực sự xong, Viên sư huynh, lần này ta thực sự bị huyền thú ăn a. Viên sư huynh, cứu mạng a. Đúng lúc này, một con đại bằng to lớn rơi vào trước đám người Nghiêm Hàn, trên đỉnh đầu đại bằng, đứng một thanh niên nam tử mặc hoa bào, thời điểm Dương Diệp thấy thanh niên hoa bào này, không khỏi nao nao, bởi vì nam tử hoa bào không phải người khác, đúng là huyền thú thần bí trong thập vạn đại sơn, cũng chính là Lạc Tuyết. Người của Bắc Vực. Trên đầu đại bằng, Lạc Tuyết nhàn nhạt hỏi. Nghiêm Hàn không dám có ngạo khí, lập tức gật đầu nói. Đúng vậy. Lạc Tuyết hừ một tiếng nói. Người của Bắc Vực, không đi cổ chiến trường, vì sao tới thập vạn đại sơn của ta? Nghe Lạc Tuyết chất vấn, Nghiêm Hàn nhất thời có chút khó chịu, nhưng lại không dám phát tác, chỉ phải ngăn chặn tức giận trong lòng, sau đó nói. Bọn ta xuất hiện ở thập vạn đại sơn cũng không có ác ý, chỉ là bởi vì hai sư muội đi qua giới vực truyền tống xảy ra ngoài ý muốn. Cho nên bọn họ bị đưa đến thập vạn đại sơn, chúng ta tới đây là tìm các nàng. Không có ác ý. Khóe miệng Lạc Tuyết cười lạnh nói. Trong vòng một ngày, thập vạn đại sơn ta đã bị người tru diệt hơn ngàn con huyền thú vương cấp. Nói vậy hiện tại trong nạp giới của các ngươi, còn có mấy trăm viên nội đan của huyền thú vương cấp. Đây là ngươi nói tới tìm người, không có ác ý. Nghiêm Hàn không nghĩ tới sự tình sư huynh đệ mình làm lại bị phát hiện. Càng không nghĩ tới thập vạn đại sơn cư nhiên xuất động nhiều huyền thú như vậy đuổi bắt bọn họ, trong lòng lập tức run lên, con mắt nhìn bốn phía, sau đó rơi vào trên người Lưu Vi Vi, ánh mắt lấp lóe vài cái, do dự hồi lâu, Nghiêm Hàn hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định. Thấy Nghiêm Hàn không nói lời nào, ánh mắt của Lạc Tuyết lạnh xuống nói. Nếu không nói lời nào, vậy thì đền mạng đi. Dứt lời, hắn định lệnh bầy huyền thú động thủ. Ngay lúc này, tay của Nghiêm Hàn khẽ động, sau đó một tấm phù tục lăng không xuất hiện, sau khi phù lục xuất hiện, Nghiêm Hàn cũng quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Thấy một màn như vậy, mọi người sửng sốt, bao quát Lạc Tuyết cũng sửng sờ, người này cứ như vậy tiêu thất. Là truyền tống phù ngẫu nhiên. Đúng lúc này, trong đệ tử của Thiên Kiếm Tông, có một người nói. Không nghĩ tới Nghiêm Hàn sư huynh có truyền tống phù ngẫu nhiên, ha ha. Càng không nghĩ tới, ở lúc gặp phải nguy nan.
hắn hoàn toàn không để ý sư đệ sư muội chúng ta, ngay cả một câu cũng không nói, liền lấy ra truyền tống phủ ngẫu nhiên chạy trối chết, ha ha. Thái Nhan Nhan có chút khó tin nói. Nghiêm sư, phi, Nghiêm cầu này lại là người như vậy. Cặn bã, bại hoại, thua thiệt lão nương kêu hắn sư huynh nhiều năm như vậy, còn làm cơm cho hắn ăn, thật là tức chết lão nương. Vi vi, may mắn người một mực không đáp ứng theo đuổi của hắn, bằng không, người sẽ hối hận cả đời. Lưu Vi Vi khẽ lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên thất vọng, đối với Nghiêm Hàn, nàng cũng có chút hảo cảm, chỉ là không nghĩ tới, ở thời điểm sống chết trước mắt, đối phương lại bộc lộ bản chất. Nghiêm Hàn đào tẩu, đối với mấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông không thể nghi ngờ là một đả kích không nhỏ, ở trong tông môn, nhân duyên của Nghiêm Hàn vẫn luôn cực kỳ tốt. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, vị sư huynh cho tới nay đối với tất cả mọi người cực kỳ tốt, lại không chút do dự vứt bỏ mọi người, một mình đào sinh. Ở trong này, chỉ sợ chỉ có Dương Diệp nhìn thoáng nhất. Người như Nghiêm Hàn, hắn có thể nói là thấy nhiều. Không thể nói hắn sai, dù sao con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người. Đương nhiên, Dương Diệp hắn là không làm được loại sự tình vứt bỏ bằng hữu. Tuy hẳn lãnh huyết, thậm chí có thể nói ích kỷ, thế nhưng muốn nói vì mình sống mà vứt bỏ bằng hữu, hắn là quyết không làm được. Việc trên đời không thể tận như ý, nhưng cầu không thẹn với lòng là được, mặc kệ Dương Diệp hắn làm cái gì, chỉ cầu bốn chữ, đó chính là không thẹn với lòng. Đây là cường giả yêu nghiệt của vực khác. Xa xa, Lạc Tuyết khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói. Đúng lúc này, Lưu Vi Vi hít sâu một hơi, sau đó cổ tay khẽ động, huyền kiếm xuất hiện ở trong tay nàng nói. Đệ tử Thiên Kiếm Tông nghe lệnh, kết kiếm trận. Nghiêm Hàn đi rồi, Lưu Vi Vi trở thành sư tỷ của các đệ tử Thiên Kiếm Tông ở đây, nghe Lưu Vi Vi nói, chúng đệ tử Thiên Kiếm Tông không chút do dự, thân hình khẽ động, đứng ở bốn phía Lưu Vi Vi, tế ra huyền kiếm, cùng lúc đó, một cổ kiếm khí kinh khủng bừng lên, sau đó tạo thành một vòng xoáy kiếm khí quỷ dị. Người Thiên Kiếm Tông đã biết hẳn phải chết, cho nên mọi người căn bản không có chút bảo lưu nào, huyền khí trong cơ thể như vỡ đê bừng lên. Vòng xoáy kiếm khí ở dưới huyền khí của mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông điên cuồng đổ vào, tốc độ vòng xoáy kiếm khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, trong đó ẩn chứa kiếm khí kinh khủng, sắc bén không gì sánh được, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn đệ tử Thiên Kiếm Tông tạo thành kiếm trận, thần sắc của Dương Diệp hơi ngưng trọng. Mặc dù hắn không có hảo cảm gì với mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông này, nhưng không thể không nói, thực lực của đệ tử Thiên Kiếm Tông còn rất mạnh. Đặc biệt là kiếm trận kia, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cho dù là hắn cũng kiêng kỵ. Nhưng ở trước mặt huyền thú rậm rạp chằng chịt, lại ở trong thập vạn đại sơn, vòng xoáy kiếm khí kia lại mạnh cũng vô dụng. Chớ nói chi đối diện còn có Lạc Tuyết thần bí. Nói cách khác, mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông căn bản là thập tử vô sinh. Mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông tựa hồ cũng biết bọn họ thập tử vô sinh, cho nên trên mặt mọi người đều tràn đầy kiên quyết, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng bị thương. Bất kể là huyền thú hay con người, nếu như có thể, ai không hy vọng sống. Nhìn người Thiên Kiếm Tông bày ra vòng xoáy kiếm trận, Lạc Tuyết hừ lạnh một tiếng, thời điểm hắn chuẩn bị lệnh công kích, đột nhiên thấy được Dương Diệp ở phía sau đám người Thiên Kiếm Tông. Khi thấy Dương Diệp, Lạc Tuyết nhướng mày, sau đó nói. Là ngươi. Nghe vậy, người Thiên Kiếm Tông sửng sốt, sau đó đều nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thấy Lạc Tuyết nói chuyện với mình, Dương Diệp cũng ngẩn ra, sau đó cười khổ, bây giờ tiểu tử kia không có ở đây, nếu như Lạc Tuyết muốn ra tay với mình, như vậy mình chạy trốn được sao? Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp đi ra, nhìn về phía Lạc Tuyết nói. Lần trước gặp mặt, ngươi mang theo vô số huyền thú của thập vạn đại sơn vây bắt ta. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, lại là tình huống như vậy, lẽ nào giữa chúng ta xung khắc sao? Lạc Tuyết cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua trên vai của Dương Diệp. Tên kia đâu? Nghe vậy, Dương Diệp nhướng mày, hắn đương nhiên biết Lạc Tuyết nói tên kia là chỉ ai, lẽ nào thập vạn đại sơn còn không có buông tha đánh chủ ý tiểu tử kia sao? Như biết cách nghĩ của Dương Diệp, Lạc Tuyết tiếp tục nói. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Không có muốn ra tay với nó. Nói đến đây, Lạc Tuyết chần chờ, sau đó nói. Nếu như thuận tiện, có thể để nó đi ra gặp mặt không? Nghe Lạc Tuyết nói, Dương Diệp thở dài một hơi, nếu như Lạc Tuyết thực sự muốn đánh chủ ý tiểu tử kia,
vậy hiện tại hắn sẽ rất nguy hiểm. Không có huyết mạch của tiểu tử kia uy áp, đối mặt bầy thú rậm rạp chằng chịt, Dương Diệp hắn cũng thập tử vô sinh. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói. Lần trước gặp mặt, người mang theo vô số huyền thú của thập vạn đại sơn vây bắt ta, không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, lại là tình huống như vậy, lẽ nào giữa chúng ta xung khắc sao? Lạc Tuyết cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua trên vai của Dương Diệp. Hiện tại không tiện. Lạc Tuyết cũng không tức giận, khẽ gật đầu, sau đó nhìn đệ tử Thiên Kiếm Tông ở bên cạnh Dương Diệp nói. Bọn họ là bằng hữu của ngươi. Nghe Lạc Tuyết nói, trong tòng đệ tử Thiên Kiếm Tông dùng mình, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra Dương Diệp cùng Lạc Tuyết quan hệ không giống bình thường. Thay lời khác mà nói, lúc này sinh tử của bọn họ, chỉ sợ là vấn đề một câu nói của Dương Diệp. Chỉ là vừa nghĩ tới lúc trước nhóm người mình chào phúng chế nhạo Dương Diệp, sắc mặt những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia không khỏi khổ sở. Dương Diệp cũng nghe được ngụ ý của Lạc Tuyết, chỉ là hắn minh bạch, Lạc Tuyết không phải nể mặt mũi của hắn, mà là nể mặt mũi của tiểu gia hỏa kia. Không thì sợ rằng Lạc Tuyết đừng nói sẽ vì hắn không giết mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông, ngay cả hắn cũng sẽ cùng nhau thu thập. Dương Diệp nhìn lướt qua đệ tử Thiên Kiếm Tông, lạnh nhạt nói. Không phải. Đùa giỡn, Dương Diệp hắn cũng không phải người lấy ơn báo oán gì, hắn thích lấy oán báo oán. Nghe Dương Diệp nói, sắc mặt đám người Thiên Kiếm Tông khó coi, mà đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp chỉ Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan, sau đó nói. Hai người này mới phải. Lạc Tuyết nhìn hai nàng, sau đó lại nhìn Dương Diệp nói. Các ngươi đi đi. Dương Diệp gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên Lưu Vi Vi chắn ở trước mặt Dương Diệp, nàng chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp lại lắc đầu nói. Sống chết của bọn họ không có quan hệ gì tới ta. Cứu mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông này. Đừng nói giỡn. Dương Diệp hắn không phải người lương thiện, cũng không phải người rộng lượng gì. Nếu như không phải cố kỵ hai sát thủ kia, hắn sớm đã gọi đại quân huyền thú ra giết chết mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông này rồi. Lúc này, Thái Nhan Nhan nhìn về phía Dương Diệp nói. Này, tuy trước kia bọn họ làm sự tình có chút quá phận, nhưng tội không đáng chết nha. Hơn nữa, không phải thân ái nhà của ta đã thay bọn họ xin lỗi ngươi sao? Làm nam nhân, ngươi cũng không thể nhỏ mọn như vậy, không thì ta sẽ khinh bỉ ngươi. Đây là mình sai rồi. Đối với Thái Nhan Nhan nói, trong lòng Dương Diệp không thèm để ý, nếu không phải nể tình trước đây nàng nói giúp mình, hắn cũng muốn trực tiếp rời đi. Vị bằng hữu này, lúc này Lưu Vi Vi lại nói. Mấy sư huynh đệ của ta lúc trước làm là không đúng, nhưng như Nhan Nhan nói, bọn họ tội không đáng chết, mong nể tình gặp nhau một lần, nói giúp vài lời, sư huynh muội của ta vô cùng cảm kích. Nói xong thì lễ với Dương Diệp một cái. Dương Diệp hít một hơi. Nữ nhân trước mắt này không nhận thức hắn, lại có thể ra tay cứu giúp, tuy hắn không cần, thế nhưng không thể phủ nhận, cử động của cô gái trước mắt này thu được hắn hảo cảm, cho nên hắn mới nguyện ý cứu nàng. Chỉ là những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, sau đó đột nhiên nói. Ngươi nghĩ, sau khi ta cứu bọn họ sẽ cảm kích ta sao? Lưu Vi Vi nao nao. Sau đó nhìn về phía những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, lúc này mặc dù những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia không có biểu hiện ra chịu không nổi, nhưng sắc mặt trắng bệch, trong mắt kiêng kỵ cùng kinh khủng không che giấu chút nào. Đương nhiên, trọng yếu là ánh mắt bọn hắn nhìn Dương Diệp, đúng vậy, lúc bọn họ nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không có chút cầu xin cùng hổ thẹn, có chỉ là băng lãnh, thậm chí oán độc. Bọn họ là siêu cấp thiên tài của Bắc Vực, bọn họ là cường giả vương giả cảnh của Bắc Vực. Trên đầu bọn họ có vô số vinh dự, mà bây giờ, sinh tử của bọn họ, lại nắm giữ ở trên tay một tiên thiên cảnh, cái này để cho bọn họ làm sao chịu được. Thứ thiên tài không thiếu nhất, chính là ngạo khí, bởi vậy cho dù đến trước mắt sống chết, bọn họ cũng không cầu xin Dương Diệp. Nhìn thần sắc của đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, Lưu Vi Vi hít một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ làm ra sự tình lấy oán trả ơn. Dương Diệp nhìn Lưu Vi Vi, sau đó nhìn về phía Lạc Tuyết thấy Dương Diệp nhìn mình, lập tức lạnh nhạt nói. Ngươi muốn đảm bảo bọn họ. Dương Diệp nhún vai nói. Không có biện pháp, thiếu người khác một cái nhân tình. Quá tham cũng không tốt. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp nói. Ngươi nên biết, ta muốn đi, ngươi ngăn không được.
Dương Diệp nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Những lời này thuần túy là hù người, nếu như tiểu tử kia tỉnh, vậy hắn muốn đi, Lạc Tuyết nhất định là ngăn không được, nhưng vấn đề là tiểu tử kia còn không có tỉnh lại. Lạc Tuyết nhíu mày, mặc dù lời của Dương Diệp làm cho hắn rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, có tiểu tử thần bí kia, hắn thật ngăn không được Dương Diệp. Thậm chí, nếu như tiểu tử thần bí kia cùng mấy đệ tử của Thiên Kiếm Tông liên thủ, vậy đối với huyền thú ở đây mà nói, không thể nghi ngờ là một tai họa. Thấy Lạc Tuyết trầm mặc, đám đệ tử Thiên Kiếm Tông nhất thời lo lắng, bọn họ cuối cùng là không muốn chết, cũng phải, nếu như có thể sống, ai lại nguyện ý chết chứ? Bất quá lúc này không phải bọn hắn không muốn chết liền không chết, sinh tử của bọn họ, tất cả ở một ý niệm của Lạc Tuyết, cho nên nhìn thấy Lạc Tuyết trầm mặc, bọn họ kìm lòng không được khẩn trương lên. Về phần tại sao Lạc Tuyết phải trầm mặc và do dự, bọn họ lại quên mất. Kỳ thực lúc này Dương Diệp cũng có chút khẩn trương, nếu như Lạc Tuyết thật động thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Không có tiểu tử kia, đối mặt bầy huyền thú rậm rạp chằng chịt, hắn ngoại trừ chịu chết cũng là chịu chết. Về phần Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan càng đổ mồ hôi lạnh, giờ khắc này, các nàng không nghĩ tới tại sao Lạc Tuyết lại cho Dương Diệp mặt mũi, đừng nói các nàng. Lúc này những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia cũng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, bây giờ bọn họ nghĩ chỉ có một vấn đề, kia chính là mình có thể sống sót hay không. Một lát sau, Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi muốn đi cổ chiến trường. Dương Diệp ngẩn ra, không biết vì sao đối phương sẽ đột nhiên hỏi như vậy, cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Thịnh hội như vậy, ta làm sao có thể không tới xem. Cũng được. Mạng của mấy người bọn họ tạm thời không lấy. Chúng ta ở cổ chiến trường gặp lại, đến lúc đó hy vọng người có thể cho ta vui mừng lớn hơn. Ngươi cũng muốn đi cổ chiến trường. Dương Diệp cau mày nói. Tự nhiên. Lạc Tuyết nói. Cái này là việc trọng đại của cả đại lục, làm sao có thể thiếu được huyền thú đế quốc ta. Nói xong, Lạc Tuyết nhìn về phía đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, sau đó nói. Trong hai canh giờ nếu như không có ly khai Thập Vạn Đại Sơn, vậy vĩnh viễn không cần rời đi. Nhớ kỹ, Thập Vạn Đại Sơn không chào đón người ngoại vực. Nói đến đây, Lạc Tuyết nhìn về phía Dương Diệp. Cổ chiến trường gặp lại, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể cho ta vui mừng lớn hơn. Dứt lời, Lạc Tuyết không dừng tại, mang theo vô số huyền thú như thủy triều thối lui. Nhìn thấy Lạc Tuyết mang theo chúng thú rời đi, đám người Thiên Kiếm Tông nhất thời thở dài một hơi. Mặc kệ thế nào, lần này bọn họ coi như không cần chết tha hương ở dị vực. Cảm tạ. Lúc này, Lưu Vi Vi nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn đệ tử Thiên Kiếm Tông nói. Tạ ơn thì không cần, lúc trước ngươi xuất thủ cứu ta, hiện tại ta cứu các ngươi, giữa chúng ta coi như huề nhau. Ân, cũng như lời ngươi nói, hy vọng. Nói đến đây, sắc mặt của Dương Diệp bỗng nhiên biến đổi. Sau đó trong mắt xuất hiện vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm nhận được quang cháo tử sắc bao vây tiểu tử kia bắt đầu rung động. Nói cách khác, tiểu tử kia sắp thức tỉnh. Hai vị, ta còn có việc, cáo từ trước. Sau khi phát hiện tiểu tử kia sắp tỉnh, Dương Diệp không muốn dừng lại, chuẩn bị rời đi. Hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh, sau đó chờ đợi tiểu tử kia tỉnh lại. Hai nàng sửng sốt, thời điểm các nàng chuẩn bị nói chuyện. Sáu gã đệ tử Thiên Kiếm Tông ở sau lưng các nàng thân hình khẽ động, bao vây Dương Diệp đang chuẩn bị đi lại. Nhìn thấy mấy người kia vây quanh mình, hai mắt Dương Diệp híp lại, quét nhìn sáu người, giễu cợt nói. Thế nào, Thiên Kiếm Tông các ngươi luôn đối đãi ân nhân cứu mạng của mình như thế? Các ngươi làm cái gì? Lúc này, Lưu Vi Vi đi tới bên cạnh Dương Diệp, căm tức nhìn những sư huynh đệ của nàng. Hiển nhiên, cách làm của các sư huynh đệ. Để cho nàng rất tức giận. Lưu sư tỷ, việc này ngươi chớ xía vào. Trong sáu người, một nam tử có chút mập trầm giọng nói. Hôm nay đệ tử Thiên Kiếm Tông chúng ta chịu nhục, nếu để cho hắn truyền đi, Bắc Vực Thiên Kiếm Tông chúng ta sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ huyền giả đại lục, đến lúc đó, sư huynh đệ chúng ta liền trở thành tội nhân của Thiên Kiếm Tông. Phải, nếu để cho người vực khác biết chúng ta dựa vào một tiên thiên cảnh của Nam Vực cầu tình mới sống được. Chúng ta không chỉ làm mất mặt Thiên Kiếm Tông, còn ném mặt mũi của toàn bộ Bắc Vực. Cho nên, không thể để cho hắn sống. Một tiên thiên cảnh mà thôi, lại ở địa phương rác rưởi như Nam Vực. Lúc trước ta liền nhìn hắn khó chịu, đáng chết. Mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông có thể đi tới Nam Vực,
cũng đã chứng minh tiềm lực cùng thực lực của bọn họ, cũng chính vì vậy, bọn họ mới bởi vì lúc trước cần Dương Diệp cầu tình mà cảm giác khuất nhục. Một tiên thiên cảnh, ở trong mắt bọn hắn giống như con kiến, mà lúc trước, bọn họ cần dựa vào con kiến này cầu tình mới sống được, điều này làm cho bọn họ tự xưng là siêu cấp thiên tài Bắc Vực làm sao chịu được. Cho nên ở thời điểm Lạc Tuyết rời đi, bọn họ cực kỳ ăn ý lựa chọn động thủ. Nhìn những đệ tử Thiên Kiếm Tông không che giấu sát ý chút nào kia, Dương Diệp khẽ cười, sau đó nhìn về phía Lưu Vi Vi đang chuẩn bị nói chuyện nói. Xem đi, người tốt là làm không được. Ân, còn có, không thể không nói một câu, Thiên Kiếm Tông gì kia của các ngươi thực sự là rác rưởi tụ tập. Đầu tiên là cái gì Nghiêm sư huynh vứt bỏ các ngươi, hiện tại lại vong ân phụ nghĩa muốn xuất thủ với ân nhân cứu mạng của mình. Ai, sớm biết như thế, vừa rồi nên để cho bọn họ bị huyền thú ăn. Ngươi nói đúng không? Hiện tại hối hận. Thanh niên mập mạp cười lạnh nói. Ta không biết vì sao ngươi có thể thuyết phục huyền thú thần bí kia, nhưng cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, hôm nay ngươi phải chết. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Trong 6 người chúng ta, ngươi có thể tùy tiện chọn một người. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được 3 chiêu, sau đó dập đầu 10 cái, ta tạm tha mạng của ngươi, như thế nào? Cho nên ở thời điểm Lạc Tuyết rời đi, bọn họ cực kỳ ăn ý lựa chọn động thủ. Nhìn những đệ tử Thiên Kiếm Tông không che giấu sát ý chút nào kia, Dương Diệp khẽ cười, sau đó nhìn về phía Lưu Vi Vi đang chuẩn bị nói chuyện nói. Xem đi, người tốt là làm không được. Còn có, không thể không nói một câu, Thiên Kiếm Tông gì kia của các ngươi thực sự là rác rưởi tụ tập. Đầu tiên là cái gì Nghiêm sư huynh vứt bỏ các ngươi, hiện tại lại vong ân phụ nghĩa muốn xuất thủ với ân nhân cứu mạng của mình. Ai, sớm biết như thế. Vừa rồi nên để cho bọn họ bị huyền thú ăn, ngươi nói đúng không? Hiện tại hối hận. Thanh niên mập mạp cười lạnh nói. Ta không biết vì sao ngươi có thể thuyết phục huyền thú thần bí kia, nhưng cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, hôm nay ngươi phải chết. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Trong 6 người chúng ta, ngươi có thể tùy tiện chọn một người. Chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được 3 chiêu, sau đó dập đầu 10 cái, ta tạm tha mạng của ngươi, như thế nào? Ha ha! Nghe được lời của nam tử mập mạp, những đệ tử Thiên Kiếm Tông chung quanh hắn cười phá lên, cười rất kiêu ngạo, rất đắc ý. Hoàng Ngôn, ngươi thực sự muốn làm như vậy? Lưu Vi Vi nhìn về phía nam tử mập mạp kia, ánh mắt có chút lạnh. Tựa hồ Hoàng Ngôn có chút kiêng kỵ Lưu Vi Vi, lập tức thu liếm kiêu ngạo trên mặt nói. Lưu sư tỷ, sư huynh đệ chúng ta đều rất tôn kính ngươi, cũng không muốn ngỗ nghịch ý tứ của ngươi. Thế nhưng chuyện lần này liên quan đến danh tiếng của Thiên Kiếm Tông ta cùng Bắc Phực, cho nên hy vọng Lưu sư tỷ không dính vào việc này, chờ sự tình xong xuôi, ta cùng với 5 vị sư đệ sẽ thỉnh tội với Lưu sư tỷ. Lưu Vi Vi hít một hơi, sau đó nói. Hoàng Ngôn, người không phải là một người ngốc, lẽ nào người không nhìn ra được sao? Nhìn ra cái gì? Hoàng Ngôn cau mày nói. Lưu Vi Vi khẽ lắc đầu, có chút thất vọng nhìn Hoàng Ngôn, sau đó nói. Từ khi đại quân huyền thú vây quanh chúng ta, cùng các ngươi vây quanh hắn, tới tới lui lui, sắc mặt của hắn đều rất bình tĩnh, không có nửa phần khẩn trương cùng sợ hãi, cái này bình thường sao? Còn nữa, lúc trước vì sao huyền thú thần bí kia phải cho hắn mặt mũi? Hắn một tiên thiên cảnh, vì sao dám xuất hiện ở trong thập vạn đại sơn? Cái này ngươi nghĩ qua sao? Lưu Vi Vi nói ở trước mặt Dương Diệp, nàng cũng không có giấu giếm Dương Diệp, cho nên nghe Lưu Vi Vi nói. Ánh mắt Dương Diệp nhìn Lưu Vi Vi thay đổi. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ có chút xem nhẹ nữ nhân này. Hoàng Ngôn cùng 5 đệ tử Thiên Kiếm Tông bên cạnh hắn trầm mặc, bọn họ không phải đầu đất, ngay từ đầu bởi vì huyền thú của thập vạn đại sơn, bọn họ trực tiếp bỏ qua mấy vấn đề này. Hiện tại Lưu Vi Vi nói, bọn họ suy nghĩ một chút, mới phát giác cái này quả thật rất không bình thường. Một tiên thiên cảnh dám thâm nhập thập vạn đại sơn. Đồng thời ở trước mặt các vương giả cảnh không có chút khẩn trương cùng sợ hãi, cái này là thần kinh đối phương cứng. Hay đối phương có lá bài tẩy kinh người gì? Một lát sau, trong mắt Hoàng Ngôn lóe lên vẻ dữ tợn nói. Mặc kệ hắn có lá bài tẩy gì, hiện tại hắn chỉ bất quá là một tiên thiên cảnh, ở trước mặt chúng ta, hắn ngay cả sức đánh trả cũng không có. Hiện tại không diệt hắn, nếu như hắn truyền đi chuyện ngày hôm nay, như vậy mấy người chúng ta cũng xong rồi. Động thủ. Ta xem ai dám. Đúng lúc này, tay của Lưu Vi Vi khẽ động, trường kiếm xuất hiện trong tay nàng, chỉ xéo đến đám đệ tử Thiên Kiếm Tông. Lưu sư tỷ,
ngươi vì một người nam vực, lại động thủ với sự huynh đệ chúng ta. Sắc mặt Hoàng Ngân có chút khó coi, trầm giọng nói. Lưu Vi Vi không để ý tới Hoàng Ngân, mà nhìn Dương Diệp nói. Ngươi đi mau, ở đây ta ngăn trở bọn họ. Ngươi chống đỡ được sao? Nhìn Lưu Vi Vi, Dương Diệp hít một hơi, trước đây hắn không tin trên đời này có người tốt thuần túy, bởi vì hắn chẳng bao giờ gặp được, bất kể là Mạc Lão, hay Sư Phụ Lâm Sơn, hay Thanh Thi, Tần Tịch Nguyệt, đều bởi vì thiên phú của hắn hay lợi ích khác mới tiếp xúc. Cho nên hắn không tin trên đời này có người tốt thuần túy. Thế nhưng, gặp phải nữ nhân trước mắt này, ý tưởng kia của hắn lại có chút dao động. Không thể không nói, nữ nhân trước mắt này ngay từ đầu cứu giúp, hay bây giờ giữ gìn, điều úc này làm cho trong lòng Dương Diệp có một loại cảm giác khác thường, không quan hệ tình ái, nói như thế nào đây, chính là cảm giác người con gái trước mắt này có thể trở thành bằng hữu. Một người trong cả đời nhất định sẽ gặp phải rất nhiều người. Trong những người này, rất nhiều người trở thành bằng hữu, nhưng càng nhiều hơn là trở thành khách qua đường, mà bây giờ, trong lòng hắn có cảm giác. Đó chính là không muốn mình là khách qua đường trong đời đối phương, hoặc nói không muốn đối phương là khách qua đường trong cuộc đời hắn. Đúng vậy, mỗi người phải có một bằng hữu không quan tâm tướng mạo, không quan tâm thân phận, không quan tâm ngươi nhiều tiền hay ít tiền. Hít sâu một hơi, Dương Diệp lắc đầu nhẹ giọng cười, không đi quản những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, nhìn về phía Lưu Vi Vi nói. Nhận thức một chút, Dương Diệp, người An Nam Thành. Sau khi nói ra những lời này, Dương Diệp bỗng nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt hắn chậm rãi lớn lên. Dần dần trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khiếp sợ. Đối với kiếm đạo, Dương Diệp dũng cảm tiến tới, từ không do dự cùng buông tha, đối mặt ái tình, hắn đã từng do dự qua, càng tự ti qua, thế nhưng về sau hắn thay đổi, cho nên đối mặt Tô Thanh Thi, hắn dám lớn tiếng nói mình yêu nàng, càng dám hứa hẹn, ngày khác đi kiếm tông rước nàng. Một lần kia cải biến, làm cho tâm cảnh đề thăng, cũng để cho kiếm ý của hắn tăng lên tới tầng 4. Cũng chính là lần kia, làm cho Dương Diệp hiểu một đạo lý, đó chính là bất kể ái tình, hữu nghị, hay kiếm đạo, đều nên dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không do dự cùng buông tha. Nói đơn giản một chút, yêu thì nói ra khỏi miệng, dù bị từ chối cũng hơn giữ mãi trong lòng thành tâm bệnh. Nói đơn giản một chút, đó chính là thẳng thắn mặt đối nội tâm của mình. Đối mặt địch nhân, người khiến ta khó chịu, ta sẽ để ngươi càng không thoải mái, đối mặt người mình thích, ưa thích chính là ưa thích, không ẩn giấu, không làm bộ, lớn tiếng nói ra. Giống như bây giờ, hắn muốn làm bằng hữu với đối phương, cho nên hắn không chút do dự nói ra. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là trong chớp mắt vừa rồi, hắn hiểu một vật cực kỳ trọng yếu, đó chính là đối mặt bản tâm. Bởi vì hắn hiểu vật này, cho nên sau khi nói ra câu kia, hắn phát hiện, hiện tại hắn đã là kiếm ý tầng 5. Không sai, cảnh giới kiếm ý đã là tầng 5. Kiếm ý này cũng là thứ hư vô mờ mịt, không có bất kỳ phương pháp hay kỹ xảo tăng lên, muốn đề thăng, vậy cũng chỉ có thể thông qua một cách, đó chính là đề thăng tâm cảnh, chỉ tâm cảnh đề thăng, hoặc thăng hoa, kiếm ý này mới có thể tùy theo tăng tiến. Chỉ là làm sao đề thăng tâm cảnh, so với kiếm ý càng thêm hư vô mờ mịt. Những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia sửng sốt, tên trước mắt này phát điên rồi sao? Hiện tại cư nhiên tự giới thiệu tên mình, chỉ là hai chữ Dương Diệp này sao quen tai như vậy. Lưu Vi Vi cũng sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại vào lúc này tự giới thiệu mình, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết hắn bây giờ là tình cảnh gì sao? Lúc này Lưu Vi Vi có xung động muốn đánh người. Này, người có phải bị sợ choáng váng hay không? Lúc này Thái Nhan Nhan đột nhiên vỗ vai Dương Diệp nói. Đã tới lúc này, người còn không chạy mau. Còn tự giới thiệu Dương Diệp. Dương. Nói đến đây, Thái Nhan Nhan đột nhiên bất khả tư nghị nhìn Dương Diệp, sau đó khóe miệng hơi run nói. Ngươi là người tính ngộ kiếm ý tầng 4, đồng thời kiếm tâm thông minh, được xưng chuẩn kiếm Hoàng Dương Diệp. Nghe được Thái Nhan Nhan nói, đám đệ tử Thiên Kiếm Tông nhất thời ngây dại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Hai chữ Dương Diệp này vẫn có chút danh khí, kiếm ý tầng 4. Kiếm tâm thông minh, đặc biệt kiếm tâm thông minh, đừng nói toàn bộ Nam Vực, dù toàn bộ huyền giả đại lục cũng cực kỳ khó được. Dù sao cho dù ở trong kịch sử Thiên Kiếm Tông, có thể ở trước 20 tuổi kiếm tâm thông minh, cũng chỉ có một. Người nọ chính là Thiên Kiếm Tông Tổ Sư, mà sau Thiên Kiếm Tông Tổ Sư,
Thiên Kiếm Tông không có người có thể ở trước 20 tuổi kiếm tâm thông minh. Mà bây giờ, có một cái xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sau khi hết khiếp sợ, ngoại trừ Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan, sáu đệ tử Thiên Kiếm Tông còn lại liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, mấy người đều thấy được sát ý lạnh lẽo. Thế cục biến hóa 1. Nếu như nói mới đầu muốn giết Dương Diệp, là bởi vì sợ Dương Diệp nói ra sự tình phát sinh hôm nay, mà bây giờ, bọn họ muốn giết Dương Diệp, là bởi vì tiềm lực cùng thiên phú của Dương Diệp. Loại thiên tài lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh này, hơn nữa không phải người của Bắc Vực, thì để đối phương chết non cho thỏa đáng, hơn nữa vừa vặn hiện tại bọn họ có năng lực làm cho đối phương chết non. Thời điểm đám người Hoàng Ngân chuẩn bị muốn động thủ, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía bọn họ, sau đó nói. Nế tình sư tỷ của các ngươi, sau cùng khuyên bảo một câu, nếu như hiện tại các ngươi nói lời xin lỗi, ta cho các ngươi bình an rời đi, như thế nào? Hoàng Ngôn sửng sốt, sau đó cười phá lên, nở nụ cười chốc lát, chỉ vào Dương Diệp nói. Chúng ta xin lỗi ngươi, ngươi cho chúng ta bình an rời đi, tiểu hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi là tiên thiên cảnh, hay bằng ngươi là kiếm tâm thông minh giả? Đừng nói ngươi mới kiếm tâm thông minh tiên thiên cảnh, dù ngươi đạt tới vương giả cảnh, chúng ta cũng không sợ. Nói đến đây, trường kiếm trong tay Hoàng Ngân chậm rãi chỉ về phía Dương Diệp, sau đó nói. Nếu không ngươi tự sát, chúng ta nể tình sư tỷ, lưu cho ngươi một cái toàn thây, như thế nào? Ha ha! Nghe Hoàng Ngôn nói. Những đệ tử Thiên Kiếm Tông sau lưng Hoàng Ngôn kia nhất thời cười phá lên, nhìn về phía Dương Diệp, trong con mắt tràn đầy trào phúng. Dương Diệp lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Lưu Vi Vi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng thấy đấy, bọn họ muốn giết ta, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Dứt lời, Dương Diệp lớn tiếng nói. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi. Mọi người sửng sốt, nơi đây còn có người ngoài. Đúng lúc này, Lạc Tuyết lúc trước rời đi đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lạc Tuyết nhìn đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp nói. Người, có lúc còn không bằng huyền thú chúng ta. Nhìn thấy Lạc Tuyết đột nhiên xuất hiện, đám đệ tử Thiên Kiếm Tông sắc mặt kịch biến, mấy người Hoàng Ngôn không chút nghĩ ngợi chuẩn bị đi, nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện, ở trong tầm mắt của bọn hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện rậm rạp chằng chịt huyền thú. Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mấy người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không trung cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt huyền thú phi hành. Bọn họ bị bao vây lần thứ hai, sắc mặt đám người Hoàng Ngôn càng thêm trắng. Dương Diệp nhìn đám người Hoàng Ngôn sắc mặt ảm đạm, sau đó nói. Ngươi nói đúng, rất nhiều người đích xác còn không bằng huyền thú. Hắn căn bản không có ý định buông tha chúng ta. Lúc này, Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp hỏi. Đúng. Lạc Tuyết nói tiếp, ở trong thập vạn đại sơn chu diệt nhiều huyền thú của huyền thú đế quốc như vậy, đồng thời lấy đi nội đan của bọn hắn, ta sao có thể để cho bọn họ bình yên rời đi? Vậy vì sao lúc trước ngươi rút đi? Lưu Vi Vi trầm giọng hỏi. Lạc Tuyết khẽ cười, chỉ Dương Diệp nói. Ta rút đi, là bởi vì hắn muốn đảm bảo các ngươi, có hắn, ta căn bản giết không được các ngươi, cho nên chỉ có thể rút lui. Chỉ đáng tiếc. Sư huynh đệ của ngươi không biết nguyên nhân này. Hiện tại, ta nghĩ hắn sẽ không xuất thủ đảm bảo sư huynh đệ của ngươi nữa, Dương Diệp, ta nói đúng không? Lạc Tuyết nhìn về phía Dương Diệp. Đúng vậy, nếu như không phải kiêng kỵ huyền thú thần bí trên người Dương Diệp, hắn há sẽ nhiều lời. Nghe được Lạc Tuyết nói, đám đệ tử Thiên Kiếm Tông cũng nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như trên đời này có thuốc hối hận, bọn họ nhất định không tiếc bất cứ giá nào mua một viên tới ăn. Cái gì gọi là tìm đường chết, cái gì gọi là ngu ngốc, chính là bọn hắn bây giờ. Tựa hồ mấy người cũng biết cầu xin Dương Diệp tha thứ đã vô dụng, rất nhanh, mấy người đưa mắt nhìn Lưu Vi Vi, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Thấy mấy người trông lại, Lưu Vi Vi thấp giọng thở dài, nhìn về phía Dương Diệp, môi khẽ nhếch, muốn nói điều gì, nhưng chung quy không nói ra được. Thấy biểu tình khổ sở của Lưu Vi Vi, Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó nói. Ngươi nhớ tình đồng môn, ta có thể lý giải, nhưng bọn hắn đáng giá ngươi cầu tình sao? Loại vong ân phụ nghĩa, lòng dạ nhỏ mọn như bọn họ, sống ở trên đời này, thật sự là lãng phí năng lượng, cho nên, xin lỗi. Dương Diệp, chúng ta không cần rác rưởi Nam Vực ngươi cầu tình. Đúng lúc này, sắc mặt Hoàng Ngôn dữ tợn nhìn về phía Dương Diệp,
có chút điên cuồng nói. Đệ tử Thiên Kiếm Tông chúng ta, thà rằng đứng chết, cũng không quỳ sống, người của Bắc Vực chúng ta, cho dù chết, cũng chết có cốt khí, chết oanh oanh liệt liệt. Đệ tử Thiên Kiếm Tông nghe lệnh, toàn lực tru diệt Dương Diệp. Nghe được Hoàng Môn nói, những đệ tử Thiên Kiếm Tông nguyên bản hai mắt giống như cho tàn kia nhất thời sáng lên, nhiệt huyết dâng trào, không chút nghĩ ngợi tế ra trường kiếm của mình, sau đó như phát rồ lao về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Hoàng Môn nguyên bản nhằm về phía Dương Diệp, lại lấy tốc độ mau gấp mấy lần lui ra sau, thời điểm rút lui, trên bả vai hắn đột nhiên xuất hiện một đôi cánh do huyền khí biến ảo, hai cánh đập mạnh, không quá một tức, đã xuất hiện ở cách vài chục trượng. Một màn hài kịch này, làm cho mọi người và vô số huyền thú ở đây ngây ngấn cả người. Vài tên đệ tử Thiên Kiếm Tông nguyên bản nhằm về phía Dương Diệp cũng dừng ở tại chỗ, sau đó đầu óc trống rỗng. Lúc trước Hoàng Ngân cốt khí, nhiệt huyết đâu? Nói thà rằng đứng chết, không thể quỳ sống đâu. Nói cho dù chết cũng phải chết có cốt khí, chết oanh oanh liệt liệt đâu. Sao lại trở quẻ như vậy? Lạc Tuyết lắc đầu, thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Tiếp theo, xa xa vang lên tiếng đánh nhau duy trì rất ngắn, rất nhanh Lạc Tuyết đã trở về, trên tay hắn thêm một người, người nọ không phải người khác, đúng là Hoàng Ngân vừa mới trốn chạy. Lúc này Hoàng Ngân còn chưa chết, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, bởi vì tứ chi của hắn đã bị Lạc Tuyết bẻ gãy. Nhìn thấy thảm trạng của Hoàng Ngân, con người Lưu Vi Vi co rụt lại, có chút hoảng sợ nhìn Lạc Tuyết, thực lực của Hoàng Môn nàng cực kỳ rõ ràng, ở trong hàng đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông có thể sắp xếp trước năm, nhưng hắn ở trước mặt huyền thú thần bí kia, cư nhiên thua dễ dàng như vậy. Hơn nữa ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Không phải nói huyền giả cùng huyền thú Nam Vực đều cực kỳ yếu sao? Nếu như cái này cũng gọi yếu, như vậy sợ rằng trừ Trung Vực ra, mấy vực khác sẽ không có người mạnh. Lúc này trong lòng Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ, cho tới nay, mặc dù hắn biết thực lực của Lạc Tuyết rất mạnh, thế nhưng hắn chưa thấy qua Lạc Tuyết xuất thủ, cho nên hắn không rõ ràng lắm Lạc Tuyết mạnh tới trình độ nào. Mà bây giờ, hắn có thể xác định, đó chính là nếu như hắn không lĩnh ngộ kiếm ý tầng 5, hắn là đánh không lại Lạc Tuyết. Bởi vì đối mặt Hoàng Ngôn, nếu như hắn hết toàn lực, chiến thắng đối phương vẫn có nắm chắc, nhưng hắn biết, hắn căn bản không thể làm được như Lạc Tuyết. Lúc này Hoàng Ngôn trong tay Lạc Tuyết sắc mặt ảm đạm, nhìn Lạc Tuyết, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh khủng, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, cho hắn biết người trước mắt này kinh khủng bao nhiêu. Địa phương rác rưởi như Nam Vực, tại sao lại xuất hiện huyền thú kinh khủng như thế? Đúng lúc này, Hoàng Ngôn như nghĩ tới điều gì, trong mắt kinh hãi càng thêm dày đặc, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi là yêu. Rác. Hoàng Ngôn còn chưa nói xong, giữa sân vang lên tiếng xương gãy thanh thúy. Tiện tay ném Hoàng Ngôn còn mở to hai mắt vào bầy huyền thú, Lạc Tuyết nhìn về phía năm tên đệ tử Thiên Kiếm Tông còn dư lại, lạnh nhạt nói. Giết, không chừa một mống. Dứt lời, vô số huyền thú như thủy triều lao về phía đám đệ tử Thiên Kiếm Tông. Sư tỷ cứu mạng, sư tỷ, cầu người nể tình đồng môn, mau cứu sư đệ a. A, sư tỷ, cứu mạng. Dương Diệp, dù ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi a a a. Dương huynh, ta sai rồi, ta sai. Dương Diệp, Thiên Kiếm Tông ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thiên Kiếm Tông ta nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, a a. Trong lúc nhất thời, giữa sân truyền đến tiếng kêu rên cùng chửi rủa của năm tên đệ tử Thiên Kiếm Tông. Lúc này trong lòng Dương Diệp rất uất ức, mẹ nó, giết các ngươi cũng không phải ta, mà là huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn, các ngươi không đi mắng hắn, tìm hắn báo thù, tới tìm ta làm gì? Đáng đời các ngươi chết trong miệng yêu thú. Mà lúc này, Lưu Vi Vi cuối cùng nhìn không được, tay khẽ động, chuẩn bị xuất thủ, Dương Diệp tay mắt lanh lẹ, thân hình khẽ động, chắn ở trước mặt nàng, sau đó nói. Ngươi nên biết, ngươi xuất thủ, căn bản không làm nên chuyện gì, không chỉ không làm nên chuyện gì, còn sẽ liên lụy ngươi cùng sư muội, đáng giá không? Không phải vấn đề đáng hay không đáng. Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp nói. Bọn họ là đồng môn của ta, ta không thể nhìn bọn họ chết ở trước mặt ta mà thờ ơ, chính là như vậy, hiểu chưa? Dương Diệp hiểu, mấy đệ tử Thiên Kiếm Tông vô tình, thế nhưng cô gái trước mắt này làm không được bất nghĩa, giờ khắc này, Dương Diệp không biết nên nói nữ nhân này ngốc, hay có cá tính. Mỗi người đều có nguyên tắc cùng tiêu chuẩn làm người của mình, Dương Diệp biết,
mình không nên dùng nguyên tắc và tiêu chuẩn làm người của mình đi đánh giá người khác. Nghĩ vậy, Dương Diệp nghiêng người, nhường ra con đường, sau đó nói. Ta không ngăn cản ngươi, đi tìm sự tình người cho là mình đi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, mà mỗi người đều cần gánh chịu hậu quả do lựa chọn mang đến. Tuy hắn tán thành cô gái trước mắt, thật tình hy vọng đối phương có thể sống, thế nhưng hắn tôn trọng đối phương tuyển chọn. Sao ngươi không ngăn cản? Lúc này, Thái Nhan Nhan gấp giọng nói. Vì Vì có lúc đầu gỗ, thường xuyên sẽ làm rất nhiều việc ngốc, nếu ngươi xem nàng như bằng hữu, vậy tại sao không ngăn cản? Nàng chính là muốn đi chịu chết. Nói rồi còn vội vã kéo tay của Lưu Vi Vi, rất sợ Lưu Vi Vi đi chịu chết. Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp, sau đó không do dự, đẩy Thái Nhan Nhan ra, thân hình khẽ động, lao về phía bầy huyền thú. Ngay lúc nàng xung kích vào trong bầy huyền thú, thân ảnh của Lạc Tuyết đột nhiên chắn ở trước mặt nàng, Lưu Vi Vi nhíu mày, không chút do dự nào, trường kiếm trong tay đâm tới Lạc Tuyết. Đâm ra một kiếm, dĩ nhiên xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh, trong kiếm ẩn chứa năng lượng kinh khủng, làm cho Lạc Tuyết hơi biến sắc. Kiếm ý tầng 3. Đúng vậy, Lưu Vi Vi không có nương tay, cũng không dám lưu thủ, thực lực của huyền thú trước mắt thực sự rất kinh khủng, nếu như nàng còn bảo lưu, đừng nói đi cứu những đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, chính nàng sợ rằng sau một khắc cũng sẽ chết ở trong tay đối phương. Cho nên, nàng vừa ra tay là dùng toàn lực, không giữ lại chút nào thi triển kiếm ý. Lạc Tuyết bị kiếm ý bao phủ, mới đầu hơi sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lưu Vi Vi lại lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là tầng 3. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, thời điểm trường kiếm của Lưu Vi Vi tới trước người hắn nửa trượng, hắn đột nhiên nắm tay, sau đó đánh tới trường kiếm. Oanh! Nắm tay còn chưa tiếp xúc trường kiếm, kình phong trên nắm đấm liền chấn Lưu Vi Vi bay ra ngoài, trên không trung, hai cánh của Lưu Vi Vi quạt nhanh vài cái. Thân hình chậm lại, sau cùng vững vàng rơi ở trên mặt đất. Nhìn trường kiếm trong tay, con người của Lưu Vi Vi co rụt lại, bởi vì huyền bảo địa cấp của nàng đã hoàn toàn lõm vào, đây chính là huyền bảo địa cấp A. Thực lực của người trước mắt đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào? Đây thật là huyền thú ở Nam Vực sao? Một loạt nghi hoặc như điện quang hỏa thạch không ngừng hiện lên ở trong đầu Lưu Vi Vi. Lúc này trong lòng Dương Diệp cũng cực kỳ khiếp sợ. Một quyền đánh tan kiếm ý tầng 3, thực lực như vậy, thực sự rất kinh khủng. Phải biết rằng, một quyền đánh tan kiếm ý tầng 3, ngay cả Nguyên Đồng cũng không làm được. Mà nam tử Lạc Tuyết kia dễ dàng làm được, thực lực này, thực sự rất kinh khủng. Kiếm ý ngưng luyện, phản ứng cực nhanh, không hổ là thiên tài tới từ Bắc Vực. Lạc Tuyết nhìn Lưu Vi Vi nói. Chỉ là đáng tiếc, nếu các ngươi đã tới Thập Vạn Đại Sơn ta. Đồng thời lại chu diệt huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn ta, vậy thì không cần trở về, để mạng lại chỗ này đi. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy vài tên đệ tử Thiên Kiếm Tông bị huyền thú vây công lúc này đã không còn, mọi người đưa mắt nhìn trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy tiên huyết cùng tàn chi vụn vặt. Nhìn tàn chi cùng tiên huyết, trong mắt Lưu Vi Vi lóe lên bi sắc, trong này có mấy người, là cùng nàng từ nhỏ lớn lên. Mặc dù cảm tình của mọi người không sâu, nhưng cuối cùng là đồng môn, nhìn đối phương chết ở trước mặt, trong nội tâm nàng cuối cùng là có chút không đành lòng. Những huyền thú kia giải quyết vài tên đệ tử Thiên Kiếm Tông xong, sau đó liền tập trung ở trên người Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan, mà lúc này, Dương Diệp cũng đứng ở trước mặt Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan, nhìn Lạc Tuyết, Dương Diệp nói. Việc này dừng ở đây thôi, được không? Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, sau đó lắc đầu nói. Huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn ta, không thể chết vô ích, cho nên các nàng cũng phải chết. Dương Diệp nhíu mày nói. Nói như vậy, chính là không có thương lượng. Có thể nói như vậy. Lạc Tuyết lạnh nhạt nói. Dương Diệp đi ra một bước, sau đó nói. Ngươi nên biết, số lượng huyền thú với ta mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Nói cách khác, hai người chúng ta phải chiến một trận rồi. Lạc Tuyết khẽ cau mày, sau đó nói. Theo ta được biết, Dương Diệp ngươi cũng không phải người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nha, ta rất hiếu kỳ, tại sao người lại muốn giúp hai người Bắc Vực? Tựa hồ các người quen biết vẫn chưa tới mấy canh giờ. Hắn nói, cũng là ta muốn hỏi. Lúc này, Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, sau đó nói. Ta không biết ngươi đến tột cùng có phải Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh của Nam Vực hay không,
nhưng ta biết lúc này ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta có thể cảm giác được, nếu như ngươi muốn đi, hắn sẽ không ra tay với ngươi. Thế nhưng ngươi lại lựa chọn lưu lại, ta cũng rất tò mò, tại sao ngươi lại làm như vậy? Dương Diệp khẽ cười cười, hỏi ngược lại. Ta cũng tò mò, lúc trước vì sao ngươi lại cứu ta? Phải biết rằng, ta chỉ là một tiên thiên cảnh, còn là huyền giả nam vực. Lưu Vi Vi nao nao, sau đó lắc đầu nói. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy đủ khả năng, cho nên liền làm. Đủ khả năng. Dương Diệp gật đầu, sau đó cười nói. Hiện tại ta cũng đang làm chuyện trong khả năng. Lưu Vi Vi nhìn Lạc Tuyết, sau đó trầm giọng nói. Hắn rất mạnh, dù ngươi là Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, lúc này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lạc Tuyết nói. Nàng nói rất đúng, Dương Diệp, ta biết ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, càng có lá bài tẩy cường đại hơn, nhưng phải nói cho ngươi biết, còn ngươi chưa tấn cấp vương giả cảnh, thì dù ngươi thôi động đạo khí, ngươi cũng không thể thắng được. Nể mặt ra hỏa kia, ta cho ngươi rời đi, tương lai ngươi tấn cấp vương giả cảnh, chúng ta lại công bình đánh một trận. Ngươi nói có lẽ đúng. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Bằng hữu của ta rất ít, thật vất vả gặp một cái, sao có thể nhìn đối phương chết. Cho nên ta muốn thử xem. Bằng hữu. Lạc Tuyết lắc đầu cười, sau đó chỉ hai nàng Lưu Vi Vi nói. Dương Diệp, tựa hồ người nghĩ quá mức lạc quan, người hỏi các nàng một chút, các nàng có cho rằng ngươi là bằng hữu sao? Dù lúc này các nàng nói coi ngươi là bằng hữu, thế nhưng người tin sao? Người bây giờ là một bên tình nguyện, người hiểu chưa? Có lẽ vậy. Dương Diệp cười nói. Nhưng ta vẫn muốn làm như vậy. Lý do. Lạc Tuyết trầm giọng nói. Lý do. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta làm việc vốn không cần lý do, không phải sao? Còn nữa, các nàng có coi ta là bằng hữu hay không? Cái này với ta mà nói, không trọng yếu, quan trọng là. Ta nguyện ý coi các nàng là bằng hữu. Như vậy đủ rồi. Chí ít tới giờ khắc này là như vậy, về phần sau này, chuyện sau này nói. Nghe Dương Diệp nói, hai nàng kia nhất thời trầm mặc. Các nàng coi Dương Diệp là bằng hữu sao? Đáp án là không, nguyên nhân, thật sự thì rất nhiều. Tỷ như các nàng cùng Dương Diệp mới gặp mặt, tỷ như các nàng là người của Bắc Vực, mà Dương Diệp là Nam Vực. Nói chung, theo các nàng, bằng hữu là cần phải qua một đoạn thời gian ở chung. Mọi người lý tưởng hợp nhau, sau đó ở dưới thời gian lắng đọng, chậm rãi hình thành. Mà Dương Diệp lại bởi vì một cử chỉ vô tâm của các nàng, liền coi các nàng là bằng hữu, đồng thời mạo hiểm sinh mạng lưu lại giúp các nàng, điều này làm cho hai nàng rất nghi hoặc cùng không giải thích được. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, sau đó mới nói. Không thèm để ý cái nhìn cùng nhận định của thế nhân, chỉ bằng bản tâm hành sự. Hiện tại ta có chút minh bạch vì sao ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4 cùng kiếm tâm thông minh. Cũng được, nể mặt ra hỏa kia, nếu ngươi có thể tiếp ta một quyền mà không bại, ta liền buông tha các nàng, như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi không tiếp nổi, vậy cùng các nàng đi chết à? Ta tới đón. Lúc này, Lưu Vi Vi đột nhiên đứng ở bên cạnh Dương Diệp, liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Bắc Phực, đệ tử ngoại môn của tông môn tam phẩm thiên kiếm tông. Lưu Vi Vi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó cười nói. Ta không có nhiều bằng hữu lắm, từ nay về sau nhiều thêm ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lạc Tuyết, sau đó nói. Ta biết ngươi rất mạnh, cũng biết lúc trước ngươi không khoác lác, thế nhưng Dương Diệp ta làm sao để người khác nói tới nói lui. Đón ngươi một quyền không bại, chúng ta đổi cái thuyết pháp được không? Cái thuyết pháp gì? Lạc Tuyết trầm giọng nói. Ha ha! Dương Diệp cười to, sau đó nói. Nếu ngươi có thể tiếp ta một kiếm mà không tui, ba người chúng ta mặc cho ngươi xử trí, thuyết pháp này được không? Hai mắt Lạc Tuyết híp lại, sau đó trầm giọng nói. Dương Diệp, chớ cho rằng mình đoạt được thanh vân bảng đệ nhất, đánh bại Nguyên Đồng, liền cho rằng mình mạnh bao nhiêu. Ta thừa nhận, nếu như ngươi đạt tới vương giả cảnh, ta ngươi giao thủ, thắng bại ở 73, thế nhưng lúc này ngươi bất quá tiên thiên cảnh. Vẫn là câu nói kia, dù ngươi thôi động đạo khí lần thứ hai, ta cũng có thể giết ngươi. Thử xem. Dương Diệp nói. Như ngươi mong muốn. Lạc Tuyết trầm giọng nói, sau đó chân phải đạp đất, thoáng chốc, toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt, giống như địa chấn.
mà bản thể lại ở trong nháy mắt đó lao về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, làm cho hai người Lưu Vi Vi đều không thấy rõ. Ngay thời điểm Lạc Tuyết động, tay của Dương Diệp khẽ động, một thanh huyền kiếm địa cấp hạ phẩm xuất hiện trong tay hắn, sau đó điên cuồng vận chuyển huyền khí, trong nháy mắt, tất cả huyền khí đều điên cuồng tràn vào trong huyền kiếm, không chỉ như vậy, kiếm ý tầng 4 ở trong nháy mắt đó phun ra ngoài, ra chỉ ở trên huyền kiếm, sau đó tăng thêm lực lượng của thân thể, bổ về phía Lạc Tuyết. Đối mặt huyền thú thần bí kia, Dương Diệp không dám có một chút sơ suất, bất quá hắn vẫn không có dùng U Minh Quỷ Hỏa cùng kiếm ý tầng 5, Dương Diệp tin tưởng, nếu như dùng U Minh Quỷ Hỏa, hoặc kiếm ý tầng 5 gia trì, đánh lui đối phương, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Thế nhưng sau khi do dự một chút, hắn vẫn lựa chọn không cần. Hai thứ này hiện tại là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nếu như dùng ra, vậy không còn là lá bài tẩy. Đặc biệt là U Minh Quỷ Hỏa, ở lúc không có nắm chắc chu diệt đối phương, hắn là quyết sẽ không dùng, nếu không có khả năng sẽ mang đến tai ương ngập đầu. Ở trong ánh mắt kinh hãi của hai nàng, kiếm của Dương Diệp cùng quả đấm của Lạc Tuyết hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, cùng lúc đó, mặt đất giữa hai người trong nháy mắt sụp xuống. Dương Diệp và Lạc Tuyết từng người rút lui, rất nhanh, hai người ngừng lại. Lúc này, sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng, bởi vì hắn lui 6 trượng, mà Lạc Tuyết chỉ lui không tới 5 trượng. Không chỉ như vậy, lúc này thanh huyền kiếm trong tay hắn đã chỉ còn lại có nửa đoạn. Đúng vậy, thời điểm kiếm của hắn và nắm tay của Lạc Tuyết đụng nhau, huyền kiếm của hắn trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng của đối phương chặt đứt. Đây chính là huyền kiếm địa cấp A, mà một thanh huyền kiếm địa cấp, cứ như vậy bị đối phương oanh đứt. Điều này làm cho Dương Diệp phải xem lại thực lực của Lạc Tuyết lần nữa. Lúc này sắc mặt của Lạc Tuyết cũng hơi ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, cho tới nay, hắn giống như có chút xem thường Dương Diệp. Tuy lúc trước hắn chỉ dùng không tới 6 thành thực lực, thế nhưng sau thành thực lực này, cũng không phải một tiên thiên cảnh có thể ngăn cản. Nhưng sự thực chứng minh, Dương Diệp không chỉ chặn lại, còn đẩy lùi hắn. Điều này làm cho hắn có chút chân kinh. Càng khiếp sợ hơn Lạc Tuyết là Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan, thực lực của Lạc Tuyết mạnh bao nhiêu, các nàng không biết, thế nhưng các nàng biết thực lực của Hoàng Ngôn mạnh bao nhiêu. Thực lực của Hoàng Ngân so với Lưu Vi Vi thì hơi yếu, nhưng ở trong tay Lạc Tuyết không chống nổi mấy tức, mà Dương Diệp lại có thể cùng Lạc Tuyết chiến ngang tay. Nói cách khác, thực lực của Dương Diệp hơn xa hai người bọn họ. Không phải nói huyền giả Nam Vực đều cực kỳ yếu sao? Không phải nói huyền giả Nam Vực đều chịu không nổi một kích sao? Lúc này hai nàng rất muốn kéo người nói câu kia ra giết mấy lần. Hai người trước mắt này yếu sao? Nếu như hai người trước mắt này yếu mà nói, như vậy thiên tài Bắc Vực là cái gì? Đương nhiên, chân chính khiến hai nàng khiếp sợ là Dương Diệp bày ra kiếm ý tầng 4. Kiếm ý này, không chỉ ở Nam Vực, ở Bắc Vực cùng với vực khác cũng cực kỳ khó được. Mà Dương Diệp không tới 20 tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý tầng 4. Thiên phú như vậy, ở trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông, cũng chỉ có Viên Quý Tu Sư Huynh có thể so sánh. Đương nhiên, tiền đề là Dương Diệp không phải kiếm tâm thông minh giả, không thì đừng nói Thiên Kiếm Tông, ngay cả tông môn ngũ phẩm Thiên Kiếm Tông chỉ sợ cũng không tìm ra được một người có thể so sánh. Kiếm ý tầng 4, huyền khí ngũ hành kim tính, lực lượng thân thể có thể so với huyền thú vương cấp. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Không thể không nói, thực lực của ngươi rất tốt, nếu như ngươi tới vương giả cảnh, ở Nam Vực, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ngươi. Dương Diệp lắc đầu nói. Thiên hạ yêu nghiệt sao mà nhiều. Không nói đâu xa, chỉ nói ngươi, dù ta đạt tới vương giả cảnh, cũng không nắm chắc có thể chiến thắng. Hắn nói là lời thật tâm, thực lực của Lạc Tuyết trước mắt thực sự rất mạnh, thậm chí mạnh hơn Nguyên Đồng rất nhiều. Đúng như lúc trước Lạc Tuyết nói, dù hắn thôi động đạo khí, chỉ sợ cũng giết không được đối phương. Cái này là trực giác của hắn. Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một lát, thấy sắc mặt của Dương Diệp hồng nhuận bình tĩnh, không có chút dị dạng nào, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Ngươi khiến ta ngoài ý muốn, chúng ta ở cổ chiến trường tương kiến. Dứt lời, Lạc Tuyết nhìn Dương Diệp một cái, sau đó không dừng lại, mang theo một đoàn huyền thú nhanh chóng tiêu thất. Thấy Lạc Tuyết rời đi, Lưu Vi Vi đang chuẩn bị nói chuyện, trong miệng Dương Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hai nàng cả kinh, Lưu Vi Vi nói. Người bị thương. Không có việc gì.
Dương Diệp chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết rời đi, thần sắc trên mặt lại ngưng trọng vài phần. Vừa rồi tiếp xúc quả đấm của Lạc Tuyết, ngoại trừ kiếm gãy, hắn còn cảm nhận được một cổ kình khí thần bí từ trên thân kiếm truyền vào trong cơ thể hắn. Sau khi kình khí thần bí tiến vào trong cơ thể thì bắt đầu tứ ngược các nơi, không ngừng phá hư kinh mạch, khiến hắn kinh hãi nhất là, huyền khí màu vàng dĩ nhiên không áp chế được kình khí thần bí kia. Cũng may, thời điểm kinh khí bắt đầu phá hư đan điền, vòng khí xoáy trong cơ thể hắn xuất thủ. Vòng khí xoáy đột nhiên tuôn ra hấp lực, ở dưới hấp lực, kình khí thần bí bị hút vào trong vòng khí xoáy, sau đó hóa thành hư vô. Mặc dù vòng khí xoáy giải quyết kinh khí thần bí, thế nhưng Dương Diệp vẫn bị trọng thương, bởi vì trong cơ thể hắn đã có nhiều chỗ kinh mạch bị hao tốn, cho nên lúc trước mới sẽ thổ huyết. Sở dĩ hắn ở trước mặt Lạc Tuyết biểu hiện giống như không có việc gì, là bởi vì lúc trước hắn cảm nhận được sát ý của Lạc Tuyết, đúng vậy, trực giác nói cho hắn biết, nếu như lúc trước hắn lộ ra dù cho một chút dấu hiệu bị thương, Lạc Tuyết nhất định sẽ hạ sát thủ với hắn. Không có tiểu tử kia, đối mặt Lạc Tuyết cùng vô số huyền thú, hắn không có cơ hội sống. Cho nên hắn không thể không nhịn thống khổ, bất quá cũng may, kinh mạch bị phá hư thống khổ so với U Minh Quỷ Hỏa mang đến thống khổ, lại kém hơn quá nhiều. Cũng chính vì vậy, lúc trước hắn mới có thể không lộ ra chút dị dạng ở trước mặt Lạc Tuyết. Đương nhiên, khiến Dương Diệp không hiểu là tại sao Lạc Tuyết có sát tâm với hắn. Bởi vì tiểu tử kia, hay vì cái khác. Bên kia, Lạc Tuyết nhìn vết kiếm trên nắm tay mình, sắc mặt rất ngưng trọng, vết kiếm dài mấy tấc. Chính là lúc trước Dương Diệp tạo thành. Hắn dùng rất nhiều phương pháp muốn diệt trừ vết kiếm này, nhưng những phương pháp kia hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì trong vết kiếm ẩn chứa kiếm ý tầng 4 bén nhọn. Đương nhiên, hắn chân chính để ý là Dương Diệp lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Nếu như Dương Diệp đạt tới vương giả cảnh, phá vỡ phòng ngự của hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng lúc này Dương Diệp bất quá là tiên thiên cảnh, dù Dương Diệp có kiếm ý tầng 4. Cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng vấn đề là Dương Diệp phá được rồi. Đây cũng là nguyên nhân hắn có sát tâm với Dương Diệp, bởi vì thực lực và tiềm lực của Dương Diệp đã khiến hắn kiêng kỵ. Mà Dương Diệp hết lần này tới lần khác lại là một nhân loại, hơn nữa Dương Diệp còn muốn đi cổ chiến trường, nói cách khác, lần này Dương Diệp đi cổ chiến trường là đại biểu nhân loại đi tranh đoạt số mệnh. Nếu để cho Dương Diệp thay nhân loại tranh đến số mệnh, như vậy đối với huyền thú đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện xấu. Cho nên vì không để tương lai huyền thú đế quốc xuất hiện phiền toái, hắn muốn động thủ tru diệt Dương Diệp. Chỉ là khiến hắn kinh ngạc là, sau khi U Minh tử khí của hắn tiến vào trong cơ thể Dương Diệp lại không có xuất hiện chút dị dạng, điều này làm cho hắn chuẩn bị động thủ nhất thời bỏ đi ý niệm đó. Cái gì là U Minh tử khí? U Minh tử khí như U Minh quỷ hỏa của Dương Diệp. Thuộc về linh vật giữa thiên địa, bất quá không giống U Minh quỷ hỏa của Dương Diệp là, U Minh tử khí không phải thiên địa linh khí sinh ra, mà là chế tạo thành. Muốn hình thành tử khí, chỉ ở thời điểm người vừa chết, sau đó dùng bí pháp bảo lưu tử khí ở trong cơ thể lại, trải qua vô số thời gian tế luyện, để tử khí cho mình sử dụng. Đương nhiên, tử khí trong cơ thể một người là không đủ, muốn hình thành U Minh tử khí như Lạc Tuyết, ít nhất cần trên trăm vạn người mới có thể hình thành. Loại tử khí này, một khi tiếp xúc con người, sẽ tự động chui vào trong cơ thể, sau đó phá hư hết thảy sinh cơ trong cơ thể đối phương. Loại tử khí này kinh khủng không ở phá hư, mà ở không cách nào bị phá hủy, coi như ngũ hành huyền khí, cũng không cách nào phá hủy tử khí. Lạc Tuyết đã từng dùng tử khí này giết chết qua một cường giả linh giả cảnh. Ngay cả linh giả cảnh cũng không thể chống cự tử khí, nhưng đối với Dương Diệp một chút tác dụng cũng không có, điều này làm cho Lạc Tuyết nghi ngờ. Ngươi không sao chứ? Lưu Vi Vi nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, nhẹ giọng hỏi. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó hàn quang lướt qua cổ họng. Biến cố đột nhiên, làm cho hai người Lưu Vi Vi biến sắc. Nhưng các nàng lại bất lực, bởi vì hắc ảnh kia xuất hiện quá quỷ dị, tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến các nàng căn bản không kịp phản ứng đã đi tới trước cổ của Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp gần trong gang tấc, ánh mắt của Lãnh Quân lộ ra dáng tươi cười, hắn là mới vừa tới chỗ này, mà sau khi hắn đi tới nơi này, liền ngạc nhiên phát hiện, Dương Diệp cư nhiên bị trọng thương. Vì sao Dương Diệp bị thương nặng? Vấn đề này hắn không nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, dù sao mục đích của hắn là giết Dương Diệp.
mà bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Xét thấy thân thể phòng ngự kinh khủng của Dương Diệp, lúc này đây hắn không lưu thủ, toàn lực đánh ra, hắn rất tự tin. Chỉ cần chủy thủ của mình tiếp xúc được cổ họng của Dương Diệp, không cầu cắt đứt cổ Dương Diệp, chỉ cầu rạch da của Dương Diệp một chút, như vậy Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì trên chủy thủ của hắn bôi hơn 1000 loại độc dược hỗn hợp. Loại độc dược này, đừng nói tiên thiên cảnh, coi như cường giả linh giả cảnh, nếu như không có giải thuốc, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, chủy thủ của hắn đã cách cổ của Dương Diệp không đến nửa tấc, lúc này dù Dương Diệp thi triển thân pháp thiên cấp cũng không cách nào tránh thoát, nói cách khác, lần này Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc này, da trên cổ Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một tầng tử quang mỏng như cánh ve, tử quang giống như làn da, dính sát cổ họng của Dương Diệp. Cũng đúng lúc này, chủy thủ của lãnh quân lướt qua cổ họng Dương Diệp, không đúng, là tiếp xúc tầng tử quang kia. Đang, một thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó lãnh quân ngây ngắn cả người, bởi vì hắn phát hiện, chủy thủ của hắn phảng phất như cắt lên huyền thiết, chân cánh tay hắn tê dần, định nhãn nhìn lại, hắn mới phát hiện, chỗ cổ họng của Dương Diệp, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tầng tử quang thật mỏng. Mà thời điểm hắn giật mình, một con trồn màu tím không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, con trồn màu tím kia trừng mắt nhìn hắn, sau đó nâng tiêu chảo lên. Nhìn thấy con trồn tím kia đột nhiên nâng lên tiểu chảo, trong lòng lãnh quân đột nhiên cảm giác nguy hiểm, không chút do dự nào, thân hình khẽ động, vội vàng lui về phía sau. Ngay khi hắn mới vừa lui, một đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở chỗ hắn đứng. Nhìn thấy tử quang, lãnh quân sợ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ may mắn mình chạy nhanh, không thì đã bị tử quang đánh trúng. Nhưng lúc này, tử quang đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lãnh quân hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi thi triển thân pháp lui ra sau. Nhưng thời điểm hắn mới vừa lui, ba đạo tử quang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. A! Lãnh quân tự như tự mình đụng vào ba đạo tử quang, hét thảm một tiếng, bị ba đạo tử quang đánh bay ra ngoài. Dương Diệp làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Thời điểm lãnh quân lui lần thứ hai, hắn đã lấn người lên, sau đó rút kiếm bổ tới. Bị ba đạo tử quang đánh trúng, lãnh quân đã nguyên khí đại thương, bất quá còn chưa có chết, dù sao hắn là cường giả vương giả cảnh. Nhìn thấy Dương Diệp bổ tới một kiếm, con người của lãnh quân kịch liệt co rụt lại. Lúc này hắn nào dám cứng đối cứng với Dương Diệp. Cố nén huyền khí cuồn cuộn trong cơ thể và thương thế sau lưng, lần thứ hai thi triển ra thân pháp, bay nhanh ra bên cạnh. Ngay lúc này, lại có ba đạo tử quang quỷ dị xuất hiện ở bên phải hắn, giống như lần trước, lần này hắn cũng chủ động chui vào lưới. Cảm thụ được bên phải đột nhiên xuất hiện tử quang, lúc này đây, lãnh quân sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, huyền kỹ thân pháp mà hắn vẫn lấy làm ngạo. Coi như đối mặt cường giả linh giả cảnh, hắn cũng có thể trốn chạy, lúc này lại vô dụng. Oanh! Thanh âm nổ mạnh vang lên, lãnh quân té bay ra ngoài, đập ở trên mặt đất. Bất quá hắn vẫn không có chết, nhưng bộ dáng cực kỳ thê thảm, hắc y sớm đã biến thành tro tàn, cả người huyết nhục mơ hồ, nếu như không phải còn có cái đầu, sợ rằng không ai có thể nhận ra đây là một con người. Mới vừa rơi trên mặt đất, lãnh quân giống như báo săn, lăng không nhảy lên. Sau đó bắn mạnh ra xa, đồng thời còn nhanh chóng ẩn thân. Sau khi ẩn thân, trong lòng lãnh quân thở dài một hơi, âm thầm may mắn mình đã từng không tiếc giá lớn mua sắm trị liệu phù thượng phẩm. Nếu như không có trị liệu phù thượng phẩm, lúc này đây, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, lần thứ hai bị tử quang đánh trúng, hắn không chút do dự vỗ phù lục thượng phẩm lên người mình, cũng chính là tấm phù lục thượng phẩm này, hắn mới bảo vệ được tánh mạng, đồng thời còn dư lực chạy trốn. Hiện tại, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là liều mạng chạy, chạy ra thập vạn đại sơn, sau đó không bao giờ tới ám sát Dương Diệp nữa. Ở trong tài liệu của tổ chức ngũ sát, hắn biết Dương Diệp có một huyền thú vương cấp thần bí, bất quá lúc đó hắn không coi ra gì, bởi vì hắn rất tự tin thân pháp của mình, đừng nói một con huyền thú vương cấp, coi như huyền thú linh cấp, hắn muốn trốn, đối phương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Song chuyện lần này nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Gia hỏa thần bí kia so với huyền thú linh cấp còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Bởi vì ở trước mặt tiểu tử thần bí này, thân pháp huyền kỹ của hắn không có một chút tác dụng. Không chỉ như vậy, đối phương công kích so với thân pháp huyền kỹ của hắn còn muốn quỷ dị và kinh khủng hơn.
Vừa nghĩ tới công kích quỷ dị kia, cả người lãnh quân không kiềm hãm được run rẩy. Lúc này trong lòng hắn đã quyết định buông tha ám sát Dương Diệp. Nếu như không có tiểu tử thần bí kia, muốn giết Dương Diệp, hắn vẫn có cơ hội, thế nhưng có tiểu tử thần bí này, hắn một chút cơ hội cũng không có. Đừng nói cơ hội, thậm chí không cẩn thận, còn có thể chết ở trong tay đối phương. Nghĩ vậy, lãnh quân lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Ngay lúc này, ở trước mặt của hắn, tiểu tử thần bí kia đột nhiên xuất hiện, trừng mắt nhìn hắn, sau đó nâng tiểu chảo lên. Thấy thế, hai mắt lãnh quân trợn tròn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đang chuẩn bị xoay người chạy trốn, nhưng thời điểm trong đầu hắn mới vừa dâng lên ý niệm này, tiểu chảo của tử điêu rơi xuống, ngay sau đó, một quang cháo hình vuông xuất hiện ở chung quanh hắn. Không chút do dự nào, lãnh quân nắm chủy thủ đâm về phía quang cháo. Bành! Quang cháo không chút sức mẻ, cánh tay lãnh quân tê dần, sau đó cả người té bay ra ngoài, không bay quá xa, bởi vì hắn đánh vào trên quang cháo. Nhìn quang cháo kia, lãnh quân tuyệt vọng. Lãnh quân tuyệt vọng, còn Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan ở một bên lại chấn kinh. Từ lãnh quân xuất hiện, sau đó đến tiểu tử kia xuất hiện, đến bây giờ kết thúc, hai nàng triệt triệt để bị dọa sợ rồi. Các nàng khiếp sợ đương nhiên là vì tiểu tử kia, tử quang quỷ dị của tiểu gia hỏa này, còn có quang bích kia, làm cho các nàng khiếp sợ đồng thời cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì phương thức công kích của quang cháo, thực sự là quá quỷ dị đến căn bản không cách nào né tránh. Huyền kỹ thân pháp của hắc ảnh kia đã làm cho các nàng khiếp sợ kiêng kỵ, thế nhưng so sánh với tử quang, lại kém hơn quá nhiều. Tiểu tử trước mắt kia là huyền thú gì? Lúc này trong đầu hai nàng tràn đầy nghi vấn. Bởi vì lấy kinh nghiệm và kiến thức của các nàng, cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng có lai lịch gì. Sau khi vây khốn lãnh quân, tử điêu lóe lên, đi tới trước mặt Dương Diệp, cái đầu cả gương mặt của Dương Diệp, bộ dáng vô cùng thân thiết. Nhìn tiểu tử trước mắt, Dương Diệp cười cười, trong mắt lóe lên nhu hòa, tay vuốt ve đầu nhỏ của nó, sau đó nói. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Tử điêu trừng mắt nhìn, sau đó cái ót nhẹ nhàng cả tay của Dương Diệp. Ngươi bây giờ là linh cấp sao? Tử điêu lắc đầu, sau đó tiểu chảo hoa lên. Trải qua một phen giao lưu gian nan, Dương Diệp rốt cuộc biết cảnh giới bây giờ của nó, còn ở huyền thú vương cấp. Bất quá không phải vương cấp bình thường, bởi vì lúc này nó là vương cấp đỉnh phong, giống như đại địa hùng vương, thuộc về chỉ nửa bước sẽ bước vào linh cấp. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ không thôi, bởi vì chỉ cần tiểu tử kia bước vào linh cấp, vậy sau này hắn có thể đi thu phục huyền thú linh cấp làm tay chân. Thử nghĩ, nếu có một ngày hắn vung tay lên, liền xuất hiện một nhóm lớn huyền thú linh cấp đi ra đánh nhau. Cùng tiểu gia hỏa vui đùa một phen, lúc này Dương Diệp mới đi tới trước mặt lãnh quân, khẽ cười cười, sau đó nói. Nguyên lai người còn sống, nguyên bản ta nghĩ ngươi sẽ tự sát. Ngươi đã không tự sát, vậy đại biểu ngươi không muốn chết. Không muốn chết, cũng không phải không thể được. Trả lời mấy vấn đề của ta, như thế nào? Lãnh quân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp thu liễm dáng tươi cười, sau đó nói. Ta người này không thích nói nhảm, ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi vẫn không trả lời, vậy ngươi không muốn chết cũng phải chết. 1. Lãnh quân nheo mắt, bất quá vẫn không nói chuyện. 2. Ánh mắt lãnh quân trầm xuống, nhưng không nói chuyện. Bởi vì hắn biết Dương Diệp muốn hỏi vấn đề gì, mà mấy vấn đề này hắn lại không thể trả lời, bởi vì nếu hắn trả lời, vậy hắn sẽ bị tổ chức truy sát vô cùng vô tận. Tổ chức ngũ sát cho phép sát thủ trong tổ chức thất bại, nhưng quyết không cho phép phản bội. Một khi phản bội, vậy coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua mình. Thế nhưng nếu như không trả lời, hiện tại hắn chỉ có thể chết. Nhìn đối phương trầm mặc, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Tiểu gia hỏa, giết. Nghe Dương Diệp nói, tử điêu giơ lên tiểu chảo, sau đó không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng vung lên, một đạo tử quang xuất hiện ở trong quang bích, đánh tới lãnh quân. Trong lòng lãnh quân kinh hãi, hắn cũng không muốn chết ngay bây giờ, lập tức bật thốt lên. Chậm đã. Nghe vậy, Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì tử quang đã đánh vào trên người lãnh quân. Oanh. Lãnh quân bị oanh bay ra ngoài. Hung hăng đụng vách tường một cái, sau đó bắn trở về, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết sống chết. Tử điêu nhìn Dương Diệp một cái, lộ ra vẻ mặt vô tội, tựa hồ muốn nói, đối phương nói chậm, không phải lỗi của nó.
Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bảo Tử Điêu mở quang cháo, đi tới bên cạnh lãnh quân, tra xét lãnh quân một chút, sau đó nói. Cũng may chưa tắt thở. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Tử Điêu, sau đó nói. Tử Điêu, có phương pháp gì khống chế hắn không? Ân, chính là sau này hắn làm gì cũng phải nghe lời của ta. Tử Điêu mở to mắt, tiểu trảo sờ sờ cằm, trầm tư hồi lâu, sau đó ánh mắt nó sáng lên, tiểu trảo vung về phía lãnh quân, nhất thời lãnh quân nằm dưới đất nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, một luồng khí thể màu đen từ trong thân thể lãnh quân chậm rãi bay ra, sau đó trôi nổi ở trước mặt Dương Diệp. Chia lìa hồn phách. Nhìn thấy một màn này, Lưu Vi Vi nhìn Tử Điêu, đột nhiên thất thanh nói. Ngươi có thể chia lìa hồn phách, ngươi, cái này, điều này sao có thể, làm sao có thể. Chia lìa hồn phách, Dương Diệp nhướng mày, chẳng lẽ nói sợi khí thể màu đen kia là hồn phách của sát thủ. Lúc này Lưu Vi Vi cực kỳ khiếp sợ, phải nói khiếp sợ đến tột đỉnh. Người có ba hồn bảy phách, đây là tất cả mọi người đều biết. Tuy rất nhiều người đều biết, thế nhưng một người nếu như không có bí pháp hoặc phương pháp gì đặc thù, bọn họ là không có khả năng thấy được hay điều khiển hồn phách của mình. Hồn phách, cũng là thứ có chút hư vô mờ mịt, nhưng đích đích xác xác ở trong cơ thể người, thế nhưng người lại không cảm giác được, càng không cách nào điều khiển, dù cho nó là của ngươi. Có thể điều khiển hồn phách của mình, hơn nữa dùng hồn phách công kích, ngoại trừ người của Minh Vực ra, cũng chỉ có một loại người có thể làm được, đó chính là cường giả đạt được hoàng giả cảnh. Minh Vực có thể làm được, là bởi vì bọn hắn vốn không phải người, mà là hồn phách. Nói rõ một chút là quỷ. Mà hoàng giả cảnh lại có thực lực thông thiên, đạt tới một trình độ bất khả tư nghị, đừng nói hồn phách, ngay cả vận mạng của mình cũng có thể quan trắc. Nói đơn giản một chút, ở thế gian này có thể tạo thành ảnh hưởng trực tiếp đối với hồn phách của một người, chỉ có cường giả hoàng giả cảnh cùng quỷ vật ở Minh Vực. Nhưng con Tử Điêu trước mắt này không phải người Minh Vực, càng không phải huyền thú hoàng cấp, lại có thể tách ra hồn phách của một người. Đây tột cùng là yêu nghiệt gì? Đối với Tử Điêu hút ra hồn phách của sát thủ áo đen, mặc dù Dương Diệp có chút khiếp sợ, nhưng không tới loại trình độ như Lưu Vi Vi. Bởi vì trước đây Tần Tịch Nguyệt đã làm, tuy hắn suy đoán sợi hồn phách kia của Tần Tịch Nguyệt là giả, bất quá điều này cũng làm cho hắn cảm thấy hút hồn phách ra có chút quỷ dị, nhưng không quá ly kỳ. Có cái này, sau này hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nhìn khí thể màu đen bị tử quang bao phủ, Dương Diệp lên tiếng hỏi. Tử Điêu gật đầu. Tại sao vậy chứ? Dương Diệp không ngại học hỏi kẻ dưới. Tử Điêu nhìn Dương Diệp không biết phải biểu đạt thế nào, hiển nhiên, vấn đề này của Dương Diệp vẫn rất khó biểu đạt. Bởi vì có sợi hồn phách này, sau này ngươi có thể ở trong một ý niệm để sát thủ kia sống không bằng chết. Lúc này, Lưu Vi Vi ở một bên đột nhiên nói. Người có ba hồn bảy vía phách, ba hồn bảy vía vốn là một thể. Nhìn khí thể màu đen bị tử quang bao phủ, Dương Diệp lên tiếng hỏi. Tử Điêu gật đầu. Nói đến đây, Lưu Vi Vi phức tạp liếc mắt nhìn Tử Điêu, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng lại bị hút ra một hồn, nói cách khác, sau này ngươi có thể bằng vào một hồn này ảnh hưởng hai hồn cùng bảy phách khác của hắn. Chỉ cần ngươi muốn, người trước mắt sẽ sống không bằng chết, loại thống khổ đến từ sâu trong linh hồn này, coi như là tôn giả cảnh sợ rằng cũng chịu không được. Lợi hại như vậy. Ánh mắt Dương Diệp sáng lên, sau đó nói. Ta thử xem. Nói xong, tâm niệm của Dương Diệp khẽ động, đánh một luồng kiếm ý vào sợi khí thể màu đen. À, đúng lúc này, lãnh quân đang hôn mê đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó như chạm điện bắn ra, ngũ quan vặn vẹo, dáng dấp như vậy, phảng phất như bị mấy vạn con ngựa bạo cúc hoa. Dương Diệp bị bộ dạng của lãnh quân dọa đến hoảng sợ, bất quá rất nhanh, hắn liền nở nụ cười, bởi vì từ nay về sau, hắn sẽ nhiều hơn một tay chân vương giả cảnh, hơn nữa còn là một sát thủ. Nhìn lãnh quân thống khổ trên mặt đất, trong mắt Lưu Vi Vi có chút không đành lòng, bất quá cũng không nói gì, bởi vì nàng biết, nếu như không phải Dương Diệp có thủ đoạn bảo mệnh, sợ rằng lúc này Dương Diệp đã chết ở trong tay đối phương. Mà nếu như Dương Diệp chết, sợ rằng tên sát thủ này hơn phân nửa sẽ không bỏ qua nàng và Thái Nhan Nhan. Chính diện giao thủ, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng nghĩ đến thân pháp quỷ dị của sát thủ này, nàng liền run rẩy. Hưng phấn một lúc, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Điêu, có chút bất mãn nói. Tử Điêu,
nếu người biết phương pháp này, vậy tại sao trước đây không nói cho ta biết chứ? Đúng vậy, nếu như Tử Điêu sớm nói cho hắn biết phương pháp này, vậy hắn sẽ có rất nhiều siêu cấp đả thủ. Dù không thể thu phục, thế nhưng dùng loại phương pháp này dằn vặt đối phương chí tử, cũng là một ý kiến rất hay nha. Tỷ như Phượng Vũ của Bách Hoa Cung. Nghe được Dương Diệp nói, Tử Điêu lộ vẻ ủy khuất, sau đó vung vẩy tiểu trảo. Rất nhanh, Dương Diệp hiểu, Tử Điêu là đang nói trước đây làm không được, hiện tại có thể làm, và bởi vì thực lực tăng lên. Dương Huynh, nó là từ yêu vực tới sao? Đúng lúc này, Lưu Vi Vi đột nhiên hỏi. Yêu vực? Dương Diệp nhướng mày nói. Kia là địa phương nào? Ngươi không biết yêu vực. Thái Nhan Nhan ở một bên mở to mắt nhìn Dương Diệp, một bộ Dương Diệp là ngu ngốc. Lưu Vi Vi cũng có chút sửng sốt, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp ngay cả yêu vực cũng không biết. Bị hai nữ nhân lấy ánh mắt này nhìn, Dương Diệp có chút thẹn thùng, lập tức nói. Nguyện nghe giải thích, thấy dáng dấp của Dương Diệp không giống làm bộ, Lưu Vi Vi cổ quái nhìn Dương Diệp, thầm nghĩ, nam vực đến tột cùng phong bế đến trình độ nào a? Không nghĩ những cái này, Lưu Vi Vi nói. Sau khi huyền giả đại lục bị hai vị đại năng đánh vỡ, liền chia làm vô số vực, trong vô số vực này có vực tên là yêu vực, ở yêu vực không có nhân loại, tất cả đều là yêu thú, ân, cũng chính là huyền thú nam vực các ngươi nói. Đương nhiên, yêu thú. Chỗ đó, bất kể là thực lực hay huyết mạch, hoặc chủng loại, đều không phải huyền thú trong thập vạn đại sơn có khả năng so sánh. Phải biết rằng, trong yêu vực, là có thượng cổ tứ đại thần thú. Nghe vậy, Dương Diệp dùng mình, thượng cổ tứ đại thần thú, nói cách khác, trong yêu vực có long tộc trong truyền thuyết. Mà Tử Điêu là đến từ một địa phương như vậy. Lưu Vi Vi lần thứ hai phức tạp nhìn Tử Điêu, sau đó nói. Loại phương thức công kích của nó. Thật sự là quá mức quỷ dị, ta nghĩ, trên đời này chỉ sợ không có huyền thú hay nhân loại nào không kiêng kỵ. Theo đạo lý mà nói, loại huyền thú này ở yêu vực hẳn cực kỳ nổi danh, thế nhưng trong tài liệu của Thiên Kiếm Tông ta, lại không có tư liệu của nó, đây cũng chính là địa phương ta nghi ngờ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Điêu, vuốt ve đầu nhỏ, sau đó nói. Tử Điêu, người đến từ yêu vực sao? Tử Điêu mở to mắt. Sau đó con người bắt đầu vòng vo, Dương Diệp thấy thế, bất đắc dĩ nói. Đừng có vòng vo, nói cho ta biết đi. Tử Điêu trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, nó vọt đến trên vai Dương Diệp, sau đó dùng đầu nhỏ cà cà gò má của Dương Diệp. Thấy Tử Điêu gật đầu, Lưu Vi Vi ở một bên nhìn Dương Diệp hít một hơi, do dự một chút, sau đó nói. Tuy ta không biết tại sao nó muốn theo ngươi, thế nhưng ta muốn nói là... Yêu vực cực kỳ cừu thị nhân loại, nói cách khác, nếu để cho yêu thú ở yêu vực biết nó theo ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ có đại phiền toái. Đại phiền toái, Dương Diệp cười ha ha một tiếng nói. Phiền toái của ta cho tới bây giờ sẽ không thiếu, lại nhiều một chút thì như thế nào? Dù sao chỉ cần Tử Điêu không muốn đi, ai cũng không thể tách ta và nó ra, bất kể là nhân loại hay huyền thú, nếu ai muốn làm như vậy, ta sẽ để hắn hối hận đi tới trên đời này. Nghe Dương Diệp nói, con người của Tử Điêu hiện lên hào quang tử sắc, nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó đầu nhỏ lại cả cả gương mặt Dương Diệp. Đừng có nói quá sớm. Lúc này, Thái Nhan Nhan ở một bên nói. Ngươi là không biết yêu vực kinh khủng, nếu ngươi biết bọn họ lợi hại, ngươi sẽ không nói như vậy. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Chúng nó lợi hại, có lợi hại bằng Tử Điêu không? Nghe Dương Diệp nói. Con người của Tử Điêu hiện lên hào quang tử sắc, nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó đầu nhỏ lại cả cả gương mặt Dương Diệp. Đừng có nói quá sớm. Lúc này, Thái Nhan Nhan ở một bên nói. Thái Nhan Nhan nhất thời nghẹn lời, năng lực của tiểu gia hỏa này nàng tận mắt thấy, thế gian này, chỉ thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết mới có thể ở phương diện tốc độ không kém tiểu gia hỏa trước mắt. Yêu thú hoặc là nhân loại khác, ở trước mặt Tử Điêu, ngoại trừ chịu đòn cũng chỉ có chịu đòn. Lần cổ chiến trường này, yêu vực có tới không? Đột nhiên Dương Diệp hỏi. Đương nhiên sẽ tới. Lưu Vi Vi nói. Đây chính là quan hệ đến số mệnh, yêu vực tự nhiên sẽ phái người tới. Nói đến đây, Lưu Vi Vi như nghĩ tới điều gì, nhìn Dương Diệp cùng Tử Điêu, sau đó hít một hơi nói. Đến cổ chiến trường, người tốt nhất ẩn núp nó một chút, không thì để những yêu thú ở yêu vực biết nó đến từ yêu vực, hai người các ngươi sẽ gặp phiền phức lớn. Dương Diệp khẽ cười cười,
sau đó nhìn về phía Tử Điêu nói. Ngươi sợ không? Tử Điêu rất quả quyết lắc đầu, đùa giỡn, trên đời này còn không có yêu thú để nó sợ. Dương Diệp cười cười nói. Ta cũng không sợ. Lưu Vi Vi do dự một chút, sau đó nói. Dương huynh, lấy tiềm lực cùng thiên phú của ngươi, ở Nam vực thật sự là có chút mai một. Không biết Dương huynh có hứng thú đi vực khác hay không? Ngươi muốn ta đi Bắc vực, gia nhập Thiên Kiếm Tông? Dương Diệp hỏi. Lưu Vi Vi khẽ gật đầu nói. Nếu như Dương huynh nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Tông, ta có thể bảo chứng, Dương huynh sẽ lập tức thăng làm đệ tử nội môn, đồng thời tông môn sẽ toàn lực bồi dưỡng Dương huynh, bất kể là đạn dược, công pháp hay huyền kỹ, Thiên Kiếm Tông ta đều biết dành cho Dương huynh tốt nhất. Được rồi. Dương Diệp cự tuyệt nói. Ta nghĩ, chỗ dựa vững chắc hay gì đó, đều không dựa vào được, trọng yếu nhất là mình, chỉ cần mình cường đại mới là căn bản. Đương nhiên, còn có một câu Dương Diệp không nói, đó chính là lấy đức hạnh của những đệ tử Thiên Kiếm Tông, hắn thật sự rất khinh bỉ, nghĩ đến cao tầng của Thiên Kiếm Tông chỉ sợ cũng sẽ không tốt lành gì. Thấy Dương Diệp cự tuyệt, Lưu Vi Vi còn muốn nói điều gì, thế nhưng Dương Diệp lại khoát tay áo, sau đó vung tay lên, hai tờ trị liệu phù cùng hai tờ thần hành phù thượng phẩm bay về phía hai nữ nói. Các ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn rất không an toàn, nhanh đi cổ chiến trường đi. Tiếp nhận bốn tờ phù lục, Vi Vi nao nao, phù lục, Bắc vực tự nhiên cũng có, thứ này đối với nàng mà nói cũng không phải quá chân quý, thế nhưng thượng phẩm liền không giống. Phù lục thượng phẩm, cho dù là nàng cũng khó lấy được. Mà Dương Diệp lại tiện tay lấy ra bốn tờ phù lục thượng phẩm cho các nàng. Phức tạp nhìn thoáng qua bốn tờ phù lục trong tay, Lưu Vi Vi hít một hơi nói. Dương huynh, người thực sự không suy nghĩ một chút sao? Nàng thực sự không muốn buông tha, lấy thiên phú cùng tiềm lực của Dương Diệp, nếu như tiến vào Thiên Kiếm Tông, bất kể là đối với Thiên Kiếm Tông hay đối với Dương Diệp, đều là một chuyện tốt. Dương Diệp lắc đầu, lần thứ hai cự tuyệt, nếu như cứu mẫu thân ra, hắn có thể mang theo mẫu thân đi vực khác, thế nhưng hiện tại, mẫu thân còn đang bị Bách Hoa Cung nhốt, hắn tuyệt đối không thể đi vực khác. Thấy Dương Diệp cự tuyệt, trong mắt Lưu Vi Vi lóe lên vẻ thất vọng nói. Mặc kệ thế nào, ta hy vọng Dương huynh có thể suy nghĩ một chút, nếu như lúc nào Dương huynh nghĩ thông suốt, nguyện ý đi Bắc vực, có thể tới cổ chiến trường tìm ta. Dương Diệp nở nụ cười, không có cự tuyệt. Dương Diệp, người cũng muốn đi cổ chiến trường, đã như vậy, chúng ta cùng đi đi. Lúc này, Thái Nhan Nhan ở một bên đột nhiên nói. Lưu Vi Vi cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lãnh Quân, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lưu Vi Vi khẽ gật đầu nói. Vậy chúng ta gặp ở cổ chiến trường. Cổ chiến trường tương kiến. Dương Diệp cười nói. Sau khi Lưu Vi Vi cùng Thái Nhan Nhan đi rồi, lúc này Dương Diệp mới xoay người nhìn về phía Lãnh Quân nằm co quắp trên mặt đất. Lúc này tuy Lãnh Quân còn đang co quắp, thế nhưng ánh mắt lại mở ra, chỉ bất quá trong mắt tràn đầy oán độc và kiêng kỵ. Hiển nhiên, lúc này hắn hận không thể ăn thịt Dương Diệp, uống máu Dương Diệp. Không nhìn oán độc trong mắt Lãnh Quân, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Hẳn bây giờ ngươi cũng biết tình cảnh của mình, ta không nói nhiều, nói cho ta biết hết thảy ngươi biết. Không nên giấu giếm cùng giả tạo, bởi vì nói vậy, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta nói ngươi sẽ cho ta cái thống khoái. Lãnh Quân khàn khàn nói. Cho ngươi cái thống khoái. Dương Diệp trào phúng nói. Nếu như ngươi muốn chết, vì sao không cắn lưỡi tự sát? Hoặc trực tiếp tự bạo đan điền. Nếu không muốn chết, vậy chớ giả bộ ở trước mặt ta, nói ra tất cả sự tình ngươi biết, về phần ngươi chết hay sống, thì xem biểu hiện của chính ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lãnh Quân, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lưu Vi Vi khẽ gật đầu nói. Lãnh Quân trầm mặc. Hắn đương nhiên là không muốn chết, không thì thời điểm bị Tử Điêu vây khốn, hắn đã tự vận. Thế nhưng hắn không có, nói cách khác, hắn muốn sống. Thế nhưng hắn biết, muốn sống, sẽ ý nghĩa phản bội tổ chức, mà phản bội tổ chức, kỳ thực cũng chẳng khác nào chết, chẳng qua chết chậm hơn mà thôi. Nghĩ vậy, hai mắt Lãnh Quân chậm rãi nhắm lại, sau đó nói. Ngươi muốn biết cái gì? Nghe vậy, khóe mắt Dương Diệp co giật, trong lòng thở dài một hơi. Tuy miệng hắn nói đối phương sợ chết, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, tên sát thủ trước mắt này không sợ chết,
sở dĩ đối phương như vậy, chắc là có nguyên nhân đặc thù gì. Đương nhiên, hắn không có hứng thú đi biết nguyên nhân đặc thù của đối phương, chỉ cần đối phương không tự sát, vậy thì hắn tương đương với nhiều một tiểu đệ sát thủ. Một khắc đồng hồ sau khi lãnh quân nói xong, sắc mặt của Dương Diệp cực kỳ khó coi. Bởi vì từ trong miệng lãnh quân, hắn biết được lần này thuê ba người bọn họ tới giết hắn, không phải Quỷ Tông, Nguyên Môn hay Bách Hoa Cung, mà là Kiếm Tông. Đối với Kiếm Tông, mặc dù Dương Diệp có chút hảo cảm với Kiếm Tông, nhưng là vì Tô Thanh Thi, hắn vẫn thay Kiếm Tông làm rất nhiều sự tình. Nhưng Kiếm Tông không chỉ không cảm ơn, còn vài lần có sát tâm với hắn, lần này, càng trực tiếp phái sát thủ tới giết hắn. Kiếm Tông. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy băng lãnh, lúc này đây, hắn đặt Kiếm Tông cùng Bách Hoa Cung ở cùng một vị trí. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Đúng lúc này, lãnh quân nằm dưới đất đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn lãnh quân nói. Trực giác nói cho ta biết, ngươi hẳn không phải là một người sợ chết mới phải. Lãnh quân lộ vẻ sầu thảm, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn nói. Cựu nhân của ta còn chưa chết, ta làm sao có thể chết? Cựu nhân, Dương Diệp cau mày nói. Biết sinh tử của mình ở trong tay Dương Diệp, lãnh quân không có giấu giếm, cũng không dám ngạo khí hay căm thù, trầm giọng nói. Ngươi không biết tổ chức ngũ sát bồi dưỡng sát thủ như thế nào đâu. Ta nói cho ngươi biết bọn họ là làm sao bồi dưỡng. Bọn họ bồi dưỡng sát thủ là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, cũng chính là chuyên môn tìm những trẻ con dưới 10 tuổi tới bồi dưỡng. Bọn họ sẽ ở các nơi tìm kiếm tiểu hài tử có tư chất tốt, chỉ cần gặp phải, bọn họ sẽ mang tiểu hài này đi, sau đó bắt đầu bồi dưỡng, vì để cho những đứa bé này trở thành một công cụ giết người, bọn họ lệnh những đứa bé này tự tay giết người chí thân của mình. Để cho bọn họ tự tay người chí thân của mình. Dương Diệp hơi biến sắc, khó tránh tổ chức ngũ sát này biến thái như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.